Chị Minh Vũ lên. Hello Linh Vũ. Em chào chị Sakura Tân Phương, chào mọi người. Mọi người bắt đầu vào được bao nhiêu rồi ạ? 20 người rồi đúng không? Có những tình yêu nào đang vào rồi ạ? Có những tình yêu nào đang vào rồi? Ngày hôm nay em like đồ người lớn nha mọi người nha. Em xả đồ thiết kế ạ, xả đồ thiết kế. À, các chị yêu nào mà muốn mặc đồ thiết kế, đồ công sở thì bắt đầu vào hết luôn đi nha mọi người nha. Nhớ chia sẻ luôn dùm em để mọi người vào nhiều. Sau đó là mình bắt đầu mình làm ạ. À, xin chào ạ, chào mọi người nha. À, mọi người nhớ vào nha, sau đó là chia sẻ dùm em nha. Hôm nay nhớ luôn là em chỉ sale đồ thiết kế nha. Toàn bộ là đồ thiết kế hết. Sale giá cực kỳ ưu đãi luôn cho mọi người ạ. Nhớ là chia sẻ giùm em nha. Mọi người nghe em nói có bị nhỏ quá không ạ? Nếu mà bị nhỏ quá thì là báo em luôn nha, để em chỉnh, để em nói lớn hơn một xíu. Em ơi bé ơi, em chỉnh lại cái này hộ chị nhé. Nhiều đồ xinh lắm, nhiều đồ xinh lắm. Vấn đề là có mấy màu thôi. Có mấy màu chị ơi, em like nhiều mẫu lắm. Mẫu này em mặc chỉ là một trong những mẫu sẽ like thôi ạ. Mọi người bắt đầu vào nhiều nha. Bắt buộc ạ, ưu đãi đầu tiên của bên em dành cho mọi người ngày hôm nay khi mua đồ đó là bắt buộc phải chia sẻ luôn nha mọi người nha. Bắt buộc phải chia sẻ, không phải mẫu nào cũng là 99.000 hoặc 89.000, nhưng em sẽ đi từng mẫu một cho mọi người, rẻ nhất từ khoảng tầm 8999.000 trở lên cho đến lớn nhất thì khoảng tầm là khoảng tầm 3-400.000 đều có luôn nha mọi người nha. 3-400.000. Và những mẫu này nó là những mẫu siêu phẩm của bên em luôn mọi người ạ, nó là những mẫu cực kỳ đẹp luôn. Hàng thiết kế tôn dáng, tôn dáng này, che tất cả các khuyết điểm cho mọi người luôn, yên tâm hoàn toàn là như thế ạ. Chất thì vô cùng ok rồi, bao chất, bao giá, bao toàn bộ cho mọi người luôn ạ. Nhận hàng không ưng có thể trả lại, nhận hàng không ưng có thể trả lại luôn, bên em hoàn tiền lại cho mọi người nha. Nào các tình yêu mọi người vào hết luôn giùm em đi ạ. Tất cả mọi người, có những chị yêu nào đang ở trên page rồi chấm giùm em một chấm đi ạ. Sau đó là mình khuấy động lên nha mọi người nha. Em cũng sẽ tặng quà cho mọi người luôn, tặng quà không đồng luôn nha mọi người nha. Trong khoảng tầm em sẽ tặng một món quà nào đấy cho mọi người ạ. Ở đây thì có những chị nào mà thường xuyên vào của bên em là đã đều biết rồi đúng không ạ? Mọi người vẫn sẽ được tặng quà. Có những chị được tặng có những chiếc váy trị giá cả hơn 1 triệu đồng cơ, có những chị được tặng chiếc váy trị giá khoảng tầm mấy trăm ngàn đều có hết nha mọi người nha. Nên là chia sẻ mạnh mẽ luôn giùm em ạ. Dạ rồi, ok ạ. Chị Thoa Lam không chia sẻ được. Wow, không chia sẻ được. Dạ rồi, ok. Mỗi một Nguyễn Quỳnh Nga, chị yêu ơi chị vào bên Chipsu đi, em cũng đang like bên Chipsu nha chị Quỳnh Nga nha, chị vào bên Chipsu luôn cho em ạ. Rồi ok, Sakura Thân Phương, chị Thắm Nguyễn rồi, xin chào tất cả mọi người. Văn Khoan Nguyễn, dạ rồi ok, chào mọi người luôn ạ. Tất cả mọi người vào hết và chia sẻ luôn dùm em nha mọi người nha. Nam Nguyễn, dạ xin chào. Rồi ok, được hơn 96, 97, 98 người rồi đúng không ạ? 97, 98, 99 người. Mọi người bắt đầu vào luôn dùm em nha, vào luôn sau đó là chia sẻ dùm em ạ. Bắt buộc là chia sẻ ở chế độ công khai nha. Khi em tặng quà cho mọi người, mọi người lưu ý dùm em là khi em tặng quà cho mọi người thì là bắt buộc phải chia sẻ, bởi vì điều kiện cần và đủ của bên em là phải chia sẻ ít nhất 2 lần trên Facebook cá nhân và 5 lần trên các nhóm hội đúng không ạ? Khi mà mọi người đã chia sẻ đủ rồi thì là mọi người sẽ được mặc định là nhận quà không đồng luôn nha. Quà đó là mọi người được nhận, bên em sẽ không trả cước và mọi người sẽ nhận quà và trả cước luôn dùm em ạ. Hàng đảm bảo là hàng thiết kế 100%, vô cùng đẹp luôn nha các chị yêu nha. Rồi mọi người vào bắt đầu và chia sẻ luôn dùm em đi ạ, đẩy view lên dùm em nha. À, còn những tình yêu nào nữa ạ, còn những tình yêu nào nữa vào luôn nha. Rồi ok chị Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Quỳnh A chuyển sang bên này luôn cho em đi, để em ngồi để em ấy em like luôn cho dễ nè. Có rất là nhiều đồ xinh, rất là nhiều mẫu yêu đó, thế nên là mỗi một ngày, ngày hôm nay chắc em chỉ like cho mọi người khoảng tầm 10 mẫu thôi mọi người ạ, tầm 10 mẫu. Sau 10 mẫu là mình nghỉ nha. Nhớ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình đi ạ, chia sẻ nhiệt tình, chấm liên tục cho em đi. Làm sao mà đẩy cái lượng view nó lên cao một chút, sau đó thì vừa bán hàng siêu rẻ và vừa tặng quà được cho mọi người nha. Mọi người vào chia sẻ luôn giùm em ạ. Rồi sao im ắng quá, chừng luôn. Mọi người có bị
im ắng quá chừng luôn á, tại vì là bình thường mấy hôm nay làm bạn của bên em, có nghĩa là page đang bị đang có một chút vấn đề, có nghĩa là cái lượng tương tác nó hơi kém và không hiểu lý do vì sao mà mọi người vào xem livestream của em là bị đẩy ra vô cùng nhiều luôn. Thế nên là nếu như là anh chị nào bị đẩy ra là mọi người vào lại luôn nha mọi người nha. Các anh cứ xem thoải mái luôn ạ, có thể mua tặng quà, mua quà tặng cho vợ mình hoặc là mua quà tặng cô giáo, bởi vì gần 20 tháng 11 rồi. Các chị cũng có thể bon chen thoải mái luôn nha. Thay vì mình đi tiền tặng cô giáo, mình có thể tặng cho cô một chiếc đầm nào đó xinh xinh và hợp với dáng người ạ. Rồi tất cả các tình yêu mọi người chấm dùm em một chấm nữa luôn nha. Có những chị yêu nào vào rồi, mọi người đã chia sẻ chưa ạ? Những ai đã chia sẻ rồi comment dùm em một chữ là đã chia sẻ nha mọi người nha. Để mình bắt đầu luôn ạ, nhập cuộc cho nhanh nào. Có những ai đã chia sẻ rồi mọi người cứ thoải mái luôn đi ạ. Có rất là nhiều mẫu lẻ sai, nhiều đồ sinh, nhiều mẫu lẻ sai cực kỳ luôn và nhiều đồ sinh. Những mẫu nào đã là lẻ sai nha, em Thủy sẽ sell triệt để cho mọi người luôn. Những cái nào còn một hai cái bán cắt lỗ luôn dưới cả giá gốc luôn cho mọi người nha, yên tâm hoàn toàn ạ. Hàng cực kỳ đẹp, bao hàng cho mọi người luôn. Rồi ok, Nam Nguyễn, cảm ơn Nam Nguyễn đã chia sẻ nào. Tất cả các tình yêu mọi người chia sẻ đi. Trọng định ra bằng mẫu yêu chị ạ. Con bằng mẫu thì chị chỉ biết này. Em bỏ ra cho anh ấy, anh ngại không dám mê nữa đâu. Không, cái đấy không phải. Không phải. Rồi ok. Nào những ai đã chia sẻ rồi ạ, những chị yêu nào đã chia sẻ rồi comment luôn dùm em đi mọi người. Có những ai chia sẻ rồi comment luôn dùm em nha. Nam Nguyễn comment đã chia sẻ rồi, còn chị yêu nào đã chia sẻ rồi ạ, mọi người có chia sẻ được không ạ? Nếu mà chia sẻ được là comment đã chia sẻ luôn dùm em nha. Đẩy view lên mạnh mẽ luôn đi mọi người. Rồi ok, Sakura Tân Phương em cảm ơn ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên mọi người, bao giờ kéo view lên được khoảng tầm 300 người thì thật là may mắn luôn đấy ạ. Nào các chị yêu mọi người chia sẻ nhiệt tình đi ạ, chia sẻ nhiệt tình xong comment nhiệt tình luôn dùm em nha. Hôm nay là thấy ít các chị vào, tại vì tầm này là em ít like hơn là bình thường ấy, nên là mọi người có thể có vẻ là vào rất là ít. Chia sẻ nhiệt tình cho em và vào đi ạ. Chấm tác bạn bè của mình vào luôn nha mọi người nha. Cơ hội mua đồ giá rẻ mà cực kỳ đẹp luôn. Cam kết với mọi người những chiếc đầm này mua ở tất cả các cửa hàng. Rồi ok nha chị yêu, cảm ơn ạ. Cam kết với mọi người tất cả những đầm này nếu mua ở cửa hàng hoặc mua ở một hãng thời trang nào đó thì cái giá mọi người phải bỏ ra ít nhất là tiền từ khoảng tầm 2 cho đến 3 triệu trên một sản phẩm. Em cam kết với mọi người luôn. Nhưng mà ở bên đây em sẽ sell cho mọi người rất là rẻ, chỉ vài trăm ngàn thôi. Nhưng chất lượng thì là chất lượng của hàng hiệu luôn nha mọi người nha. Cam kết ạ, bao hàng cho mọi người luôn, toàn bộ từ A đến Z đấy ạ. Rồi hello Sơn Nguyễn, chia sẻ nhiệt tình luôn nha mọi người nha. Em bắt đầu vào là em bắt đầu vào để chơi là mình tặng quà nhau nha, mình tặng quà nhau nha. Để một hình thức rất là đơn giản luôn này. Thực ra là em trên tờ tiền đoán số cũng được đúng không ạ? Trên tờ tiền đoán số cũng được, nhưng vấn đề chính là khi mà cho tờ tiền đoán số thì bị comment nó ẩn quá nhiều, thành ra là các chị lại vào không nổi luôn, mọi người vào không được và rất là nhiều người bị mất comment. Vậy nên là em sẽ chọn bất kỳ được chưa? Em sẽ chọn bất kỳ luôn nha mọi người nha, chọn bất kỳ. Như vậy là mình sẽ tặng trên xác suất ai may mắn thì người đó được miễn cưỡng nha. Quà tặng cái này nó là rất là nó là một cái gì đó là may mắn thôi, chứ nó không phải là sự tranh chấp hay là ganh đua một cái gì đó. Ai may mắn thì người đó được thôi. Cứ coi như sáng nay mình bước chân phải ra ngoài đường là mình được tặng quà vậy đi ạ. Chứ còn nếu mà tại vì có đương nhiên là em có tặng quà cho mọi người rất là nhiều, nhưng mà khi tặng quà thì em thấy rằng là người nọ các chị lại bảo là ôi như thế này như thế kia, thành ra rất là mất hay. Bởi vì shop tặng là tặng thật và tặng là tặng cho khách hàng của mình, ai cũng là khách hàng hết, mua một sản phẩm cũng là khách hàng mà nhiều sản phẩm cũng là khách hàng. Không lấy quà đâu. Rồi ok, ai cũng là khách hàng, vậy nên là bắt buộc là mình phải tặng rồi đúng không các chị? Bắt buộc là mình phải tặng rồi, mình tặng, nhưng mà mình tặng là không thể nào tặng tất cả mọi người được. Mình tặng theo xin chào ạ, xin chào bạn. Mình tặng theo xác suất thôi ạ, bởi vì có hơn 100 người, có hơn 100 người ở đây. Em chỉ tặng được tối đa là khoảng tầm 3 món quà cho mọi người thôi. Vậy mình cứ thảm làm như thế cho thoải mái nha. Sáng nay chưa kịp ra đường. Rồi ok, chưa kịp ra đường thì ở nhà nha chàng trai. Rồi bây giờ mình bắt đầu được chưa ạ? Mình bắt đầu được chưa các chị nha? Em sẽ lấy quà ra và tặng mọi người. Có những ai chia sẻ rồi ạ? Vui lòng comment dùm em một chữ đã chia sẻ đi ạ. Có những tình yêu nào đã chia sẻ rồi, comment dùm em một chữ đã chia sẻ đi ạ. Đủ người chia sẻ rồi là em bắt đầu chơi luôn nha. Còn ít người chia sẻ mình vào like luôn các chị nha. Ít người chia sẻ là bắt buộc like luôn đấy ạ. Yến Bi tặng luôn cái váy đang mặc đi. Yến Bi ơi, vào chip su luôn dùm em đi chị. Trên P2 này em, trên P2 này em like thì đã ít người, thì nên là tập trung ở chip su nhiều hơn. Rồi ok, muốn tặng váy này cũng được, không vấn đề gì cả. Chia sẻ nhiệt tình vòng qua bên này rồi em sẽ tặng luôn, không vấn đề gì hết nha. Nào ok, dạ rồi, chỉ có Sakura Tân Phương đúng không ạ? Chị Nguyễn Quỳnh Nga, Sơn Nguyễn và Nam Nguyễn là mọi người đã chia sẻ dùm em. Còn lại là mọi người không chia sẻ đúng không ạ? Lượng người chia sẻ là khó đúng không? Ít người chia sẻ được. Vậy mình sẽ không chơi tặng quà nữa ha. Mọi người không cần quà không đồng là em không tặng nữa đâu nha.
mình vào bắt đầu bán hàng luôn được chưa các chị yêu? Mình vào bán hàng nha, em lấy giày để đi chuẩn bị đi lên để ra mẫu nha. Rồi ok luôn này, có những tình yêu nào nhỉ? Có những tình yêu nào ở đây? Tặng đi Nam Nguyên. Rồi ôi ít người quá, ít người quá, không đủ để mà chơi trò chơi luôn đấy, ít người quá. Ngân Thúy Bùi. Rồi xin chào chị, không chia sẻ được. Dạ rồi ok, không chia sẻ được. Vì không chia sẻ được thế nên là không cần quà đúng không ạ các chị? Không chia sẻ được là không cần quà luôn. Rồi các tình yêu mọi người cứ nhiệt tình thoải mái vui vẻ lên đi ạ. À. Bao giờ mình đủ người là mình bắt đầu chơi nha. Rồi ok, em bắt đầu nhỉ. Em sẽ tặng quà cho mọi người luôn nha. Được, để em hôm nay em bò cho đồ ra này. Em sẽ kiếm một món quà nào đấy. Một cái đầm như em đang mặc để làm quà tặng cho mọi người được không ạ? Huệ Trần xin chào, chị Dương Phượng xin chào. Một cái đầm như em đang mặc để tặng mọi người được không ạ? Mọi một cái đầm như em đang mặc để tặng mọi người luôn nha. Một vấn đề rất là đơn giản luôn này, mọi người đã chia sẻ đầy đủ chưa ạ? Chia sẻ đầy đủ chưa ạ? Bởi vì thực ra ấy, có 4 chị, nếu như mà trong tất cả 108 người này mà chỉ có 4 chị chia sẻ cho em thôi. Vậy thì em có thể tặng quà luôn cho mọi người một món quà nho nhỏ để khỏi phải bắt đầu mình vào mình like luôn cho nó nhanh. Chứ bây giờ mà bình thường là như thế này, tại vì rất rất là nhiều người mà không có ai chia sẻ đúng không ạ? Rất buồn luôn. Dạ Trần Hương xin chào, được là cần quà được. À, đã chia sẻ rồi ok, chị Huệ Trần đã chia sẻ. Có những ai chia sẻ rồi ạ? Các tình yêu lượng người xem bắt đầu lên đông rồi đấy ạ, bạn lượng người xem bắt đầu lên đông rồi. Mọi người những ai chia sẻ rồi ạ, những chị yêu nào đã chia sẻ rồi nhớ comment luôn dùm em nha mọi người nha. Chia sẻ rồi comment luôn dùm em nha. Duy Tình xin chào ạ, chị Huệ Trần xin chào, chị Trần Hương xin chào, chào tất cả mọi người luôn, chào tất cả các chị mới luôn nha. Thi Hương Đoàn là chỉ mua đồ thôi chứ không cần quà đúng không ạ? Chị Nga Quỳnh Nguyễn này, chị Yến Bi, mọi người bắt đầu vào hết bên này luôn nha. Sau đó là em bắt đầu rơi quà lên cho mọi người này. Đã chia sẻ rồi ok, Nam Nguyễn đã chia sẻ. Và Trần Vân rồi ok, đã chia sẻ Trần Vân. Chị ơi vui lòng cho em xin được gì nhỉ? Mình làm gì nhỉ? Sakura Tân Phương, dạ rồi ok chị yêu, chị chia sẻ từ đầu em nhớ rồi ạ. Sakura là từ đầu, Nam Nguyễn là từ đầu đúng không ạ? À, chị Nguyễn Quỳnh Nga là từ đầu, Dương Phượng đã chia sẻ rồi rồi ok. Mọi người lưu ý giúp em một nguyên tắc đơn giản này là chia sẻ ít nhất là chia sẻ ở chế độ công khai mọi người nha. Chia sẻ ở chế độ công khai ạ. Ít nhất là 3 lần trên Facebook cá nhân cộng mấy lần trên các nhóm hội nhỏ ở trên tag viết mà em cũng không nhớ nữa rồi đấy. Rồi ok, đã chia sẻ chị Trần Hường. Rồi mọi người, em tặng mọi người nha, em tặng mọi người là một chiếc đầm giống như em đang mặc đi ạ. Em tặng mọi người là một chiếc đầm này giống như em đang mặc. Nhìn dùm chị cái đầm này trị giá bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Cái đầm này để em coi giá của nó là bao nhiêu tiền luôn nha mọi người nha. 780. Rồi ok, cái đầm này của bên em đang bán là 780.000. Em tặng cho một chị nào đó ở đây, em tặng cho một chị nào đó ở đây là người đã chia sẻ cho em đúng không ạ? Là người đã chia sẻ giùm em. Rồi ok, mọi người bắt đầu comment đẩy view lên đến số 120 người. Em xin phép ghim người số 120 để tặng quà này luôn nha. 100, em xin phép là em ghim luôn người số 120 nha các chị nha. Đây là một hình thức may mắn đấy ạ. Là một hình thức may mắn, lưu ý giùm em. Vậy nên mọi người vui lòng comment luôn giùm em đi ạ. Comment luôn giùm em ạ. Cứ comment đi nha mọi người nha. Mọi người comment đẩy view lên đúng 120 người ạ. Tròn 120 người mọi người sẽ được tặng quà là một chiếc đầm của em đang mặc nha. Đủ size SML cho cân nặng từ khoảng tầm 40-42kg cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm là 60kg có thể mặc vừa. Rồi ok, mọi người đã chia sẻ, những ai đã chia sẻ rồi nhớ chấm giúp em một chấm. Đẩy view lên được đúng 120 người, em tặng cái đầm này luôn. Tặng đầm này luôn nha mọi người nha. Cái đầm này của em đang mặc có mấy màu luôn cơ. Màu đỏ, màu xanh coban, màu vàng giống như em đang mặc và màu đen nữa nha mọi người nha. Chia sẻ luôn giùm em, hóng quá ra rồi. Ok, đã chia sẻ chị Yến Vi rồi. Ok, chị Dương Phương, chị Huệ Trần, chị Dương Phượng. Rồi mọi người, đẩy lên luôn giùm em đi ạ. Đủ 120 người, em ghim người đó luôn này. Đủ 120 người, em ghim người đó luôn. Chị bảo các bạn bên trong nhà để ý điện thoại. À, khi nào 100 người, 120 ghim giùm em. Rồi ok nha mọi người nha. Rồi nào, đã chia sẻ rồi, cảm ơn. Cứ chấm thoải mái luôn đi ạ. Chia sẻ thoải mái đi. Đẩy lên đúng view 120 người là em tặng cái đầm này luôn nha. Hứa là đã hứa là sẽ làm. Rồi cho ok, chia sẻ chấm thoải mái luôn đi mọi người ơi. Bao giờ đủ 120 người, cái đầm này sẽ thuộc về một người nào đó. Nó có tất cả là 4 màu, mọi người được lựa màu thoải mái luôn. Màu đỏ, màu xanh coban, màu đen và màu vàng giống như em đang mặc, lựa thoải mái luôn nha mọi người nha. Meo meo rồi ok, meo meo cảm ơn ạ. Mãi vẫn chỉ là 107, 108, 110, chưa lên đến được 120 đâu ạ. Các tình yêu chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn giùm em nha. Chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn đi ạ. Em Thủy nói tặng là tặng, mọi người cứ hoàn toàn yên tâm nha mọi người nha. Rồi ok, chị Yến Vi, chị Tâm Đạo. Đẩy view lên 120 người dùm em nha mọi người nha. Đúng 120 người, em Thủy tặng một chiếc đầm này. Rồi ok, 112 người rồi ạ. Nào còn có 8 người, 8 lượt nữa thôi ạ. 8 người nữa thôi mọi người, 8 người nữa thôi. Vào chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình lên dùm em nha. Đã chia sẻ nhiều rồi, tặng đi em. Dạ chị yêu ơi, mẫu này luôn em nói mà.
Em nói rồi, kéo view lên được 120 người, em ghim người số 120 đấy luôn để tặng quà nha. Không biết là chị nào may mắn nên mọi người cứ đẩy comment của mình lên thoải mái luôn đi ạ. Cứ đẩy comment của mình lên thoải mái luôn đi nha mọi người nha. Cứ đẩy comment của mọi người ạ. 113, 112 rồi ok. Cứ đẩy comment của mọi người lên. Ai em sẽ ghim luôn đúng nhảy số 120 luôn nha mọi người nha. Ghim tuyệt đối luôn ạ. Nào các chị yêu mọi người chia sẻ nhiệt tình luôn giùm em đi ạ. Em chuẩn bị là ghim luôn nha. Nào có chị yêu nào nào nhớ 114. 6 người nữa thôi các chị yêu ơi, chỉ cần 6 người nữa thôi ạ. Rồi ok, 112. Ngày hôm nay làm sao ấy, em thấy lượng view nó lên thấp ơi là thấp, bình thường 100 năm mấy 160 người không sao mà hôm nay được có 114 người, ít quá luôn. Nào chia sẻ nhiệt tình luôn giùm em đi mọi người ơi, chia sẻ nhiệt tình Monruby Sơn Nguyễn. Rồi ok, xem nào, xem là ai là người số 120. Mọi người comment đi ạ, comment nhiệt tình đừng dừng lại, bởi vì khi mọi người dừng lại cơ hội sẽ thuộc về người khác, chắc chắn luôn ạ. Mọi người cứ comment nhiệt tình đi đừng dừng lại, khi mà mình dừng lại là mình nhường cơ hội mặc định cho người khác rồi. Vậy biết đâu đó mình là một trong những người may mắn đúng không ạ? Cái đầm trị giá là 780 ngàn, em free cho mọi người cơ mà. Không tiếc gì một chấm, vui lòng cứ chấm thoải mái luôn ạ. Chia sẻ mà không được bao giờ quà của em ra chị Thám Nguyễn. Rồi vậy phải xem hôm nay mình có may mắn không chị yêu nha, 113, 112. Rồi ok, 112, 120 người em ghim luôn chị Nguyễn Quỳnh Nga dùng chị nào. Ghim luôn nha, ghim luôn chị Nguyễn Quỳnh Nga dùng chị nha, chị Nguyễn Quỳnh Nga, ghim luôn chị Nguyễn Quỳnh Nga dùng chị đi em yêu ơi. Ghim chị Nguyễn Quỳnh Nga luôn dùng chị, coi chị Nguyễn Quỳnh Nga đã chia sẻ chưa nào. Ghim chị Nguyễn Quỳnh Nga luôn cho chị nha. Rồi ok, em thấy số 120 người rồi. Yên tâm đi ạ, à, cứ đẩy view lên, lượt view lên cao, càng lên cao tặng quà. Ngày hôm nay có thể mình tặng quà nho toàn bộ cũng được, không vấn đề gì hết nha mọi người nha. Rồi ok, 121. Mốc tiếp theo mọi người đang kiểm tra chị Nguyễn Quỳnh Nga. Em để mốc 140 em tặng tiếp một cái đầm này nha các chị yêu. Để mốc 140 em tặng tiếp một cái đầm này, có nghĩa là nhảy thêm 20 người nữa sẽ tặng luôn một cái đầm này nữa luôn nha mọi người nha. Đủ màu cho mọi người lựa nên không nhất thiết phải lấy đầm giống như của em, ok chưa ạ? Rồi nào các tình yêu mọi người ạ, bắt đầu tiếp đi ạ, lên 140, mốc 140 người nha. Mốc 140 người luôn, em tặng nguyên một cái đầm này nữa. Nào các chị yêu mọi người chia sẻ nhiệt tình và thoải mái luôn đi ạ. Cứ thoải mái luôn nha mọi người nha, cứ thoải mái luôn, đừng có ngại ngần. Ngại ngần gì luôn. Đây là may mắn, đây hoàn toàn là may mắn. Ai nhảy lên số là em sẽ lên luôn nha. 100, 140 người đi các chị yêu. Đủ 140 người, một chiếc đầm này sẽ thuộc về các chị tiếp. 140 người, đừng thả cơ hội lại cho ai. Mình tự làm đi ạ các chị, mình tự làm đi. Cứ thoải mái luôn đi nha mọi người nha. Thoải mái luôn đi ạ. Rồi ok, 123 người đẩy số rồi ạ. Nào Manjubi cố lên chị Dương Trang, chị Trần Hường. Rồi mọi người cố gắng đẩy đi ạ. Chấm và đẩy nhớ chia sẻ luôn dùm em. Bắt buộc là chia sẻ là mọi người sẽ được quà luôn nha. Khẳng định luôn được quà. Sau đó là ngày hôm nay chị nào chia sẻ nhiều nhất trong danh sách chia sẻ mà em thấy, ai là người chia sẻ nhiều nhất được khoảng tầm 50 trên 50 nhóm hội, em sẽ tặng quà một quà riêng luôn cho mọi người luôn nha. Cam kết luôn là ngày hôm nay chị nào chia sẻ được 50 nhóm hội em cũng sẽ tặng riêng một quà. Rồi ok, bây giờ tiếp theo này, bây giờ tiếp theo luôn này. Đẩy mốc lên 140 người đi ạ. Một chiếc đầm này vẫn thuộc về mọi người tiếp nha mọi người nha. Em vẫn tặng quà tiếp. Vậy nên các chị cứ thoải mái luôn đi ạ. Mọi người cứ thoải mái đi, cứ nhiệt tình luôn đi ạ, không vấn đề gì cả. Giúp cho chị xem mấy màu của cái đầm chị đang mặc. Nào mọi người đẩy view lên tiếp đi. Wow, 127, 124. Cố lên mọi người, 127, 124 rồi. Không có mấy người nữa đâu là mình lên đủ nha. Là mình lên đủ 140 người nha mọi người nha. Lên đủ 140 người. Wow, hỏi từ các bạn kia là ghim lên rồi thì có check được chị ấy chưa? Lâu quá. Nào rồi, ok ok nha. Nào ok, đây luôn nha. Em dơ màu cho mọi người nhìn dùm em này. Dơ màu cho mọi người nhìn dùm em này. Đây là màu đen nha các tình yêu nha. Đây là màu đen nha. Đây là màu xanh này, đây là màu xanh này, xanh coban nha. Và tiếp theo đây là màu đỏ này, màu này là màu đỏ đô này. Bốn màu này màu nào cũng đẹp nha các tình yêu ơi, không màu nào là không đẹp hết đó. Và mọi người được lựa chọn màu cho mình, mọi người được lựa chọn thoải mái màu cho mình luôn. Nào các tình yêu chia sẻ nhiệt tình luôn giùm em đi ạ. 116 lại đẩy view xuống rồi. Thế thì bao giờ mới đủ 140 người để mình có quà đúng không? Nào mọi người các chị yêu đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên đi ạ. Nào chị Trần Hường, chị Tâm Đào. Rồi ok, chia sẻ mạnh mẽ luôn, nhiệt tình luôn dùm em này. 122 người rồi này, bốn chàng quý tử xin chào rồi. Xin chào tất cả mọi người luôn. Nào các chị yêu mọi người chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ nhiệt tình luôn dùm em đi ạ. Đẩy view lên mốc 140 người nha mọi người nha. 140 người, Nguyễn Thu Huyền xin chào, Tâm Đào xin chào. 140 người, mặc định luôn là một chiếc đầm này sẽ thuộc về mọi người nha các chị yêu nha. Bốn màu như em cầm lười này, bốn màu như em cầm này, không có màu nào là không đẹp hết. Màu xanh coban này mặc lên cực kỳ tây luôn nhé mọi người nhé. Xanh coban này mặc lên cực kỳ tây luôn này. Màu đen thì quý phái này, màu đỏ thì lịch lãm sang trọng này. Đó các tình yêu, mọi người cứ thoải mái luôn đi ạ. Trẻ trung nữa luôn, hoặc là lấy màu này của em này. Màu này của em cũng rất là xinh, vừa tôn da luôn nha mọi người nhé.
Nào các tình yêu, chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn, đừng ngại ngần gì cả. 122, 123, rồi lên 150 người đi ạ, lên 140 người đi ạ. Em chỉ cần con số 140 người, em sẽ tặng nha, nhảy mốc 20 người tặng quà một lần. Cứ nhảy mốc 20 người tặng quà một lần. Chậm quá, tệ quá, cố gắng lên đi các chị yêu ơi, 140 người ạ. Mốc 140 người sẽ được tặng thêm một cái đầm này này. Tiếp theo nữa là mẫu lên 160 cũng tặng một đầm luôn. Rồi ok, Mộc An, xin chào Mộc An mới gia nhập đúng không? Nào các chị yêu, mọi người chia sẻ nhiệt tình luôn dùm em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình và thoải mái luôn nha mọi người nha. Nhiệt tình và thoải mái luôn. Trần Hường, Nguyễn Quỳnh Nga, chị thích màu giống em. Dạ rồi, ok, chị thích màu giống em. Tại vì em cứ mặc màu nào lên là mọi người thích màu đó. Nhưng khi em mặc màu khác lên, chị sẽ thấy xinh hơn rất là nhiều. Chị mà trắng trắng một chút, lựa ngay cho em màu xanh cobalt này, rất là xinh luôn. Rồi ok, Hải Âu, Manjubi. Nào mọi người, 121, 121, mọi người có thể nhắn thoải mái, muốn nhắn gì cũng được ạ. Tuấn Vũ Đức, bao nhiêu? Dạ bao nhiêu tiền, chị ơi, mẫu này chưa bao nhiêu tiền cả, đang tặng ha nha, đang tặng thôi ạ. Đang tặng thôi, nào rồi ok, chị Trần Hường, em đi. Nam Nguyễn ơi, lên số 140 đi, chắc chắn sẽ của Nam Nguyễn luôn nha. Làm sao căn đúng lúc, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình. Đến đúng số 140 em ghim luôn, em ghim thẳng luôn nha mọi người nha. Không hề có một chút nào, xinh hơn rất là nhiều, wow. Tâm Bảo rồi ok, chị Trần Hường, chị Nguyễn Thu Huyền. Nào mọi người, 122, 123, 124, 125 đi ạ. Em thấy nó lên một tận 27 rồi, sau đó lại xuống tận 117. Tệ quá, mình phải cố lên. Nào chấm nhiệt tình và thoải mái luôn đi mọi người ạ. Chấm nhiệt tình và thoải mái luôn đi nha các chị nha. Cứ đẩy thẳng lên ạ. Rồi ok, Hải Âu đã chia sẻ, cảm ơn. Dạ chị cứ đi thoải mái đi chị, không vấn đề gì cả. Váy váy, dạ rồi ok. Nào chấm chấm. Chấm chấm. Chấm mạnh mẽ lên, chấm mạnh mẽ lên nha, không có vấn đề gì hết, chấm mạnh mẽ lên dùm em ạ. Dạ rồi ok, chị Nguyễn Thu Huyền xinh đúng không ạ? Đầm xinh không phải là em xinh, đầm rất là xinh. Rồi ô, ô, 140 rồi ok. Cứ thoải mái luôn đi ạ, mọi người cứ thoải mái luôn đi ạ. À, toàn váy thôi, chị chỉ muốn mua áo sang tay dùm em ạ, đối diện ạ. À, rồi ok, 120 lâu quá, lần này thực sự là rất lâu luôn. Nào cố gắng đi các chị yêu, mình có 123 người rồi đúng không ạ? Mình thiếu có 17 người nữa thôi để nhảy lên mốc 140 đúng không ạ? Sao ngày hôm nay nó chậm ghê luôn á. Nào các tình yêu, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên để cho mọi người cùng vào luôn nha các chị yêu nha. Phần thưởng rất là lớn luôn, 780 ngàn luôn, tặng free cho mọi người ạ, 780 free cho mọi người luôn. Không có vấn đề gì là mình không thể làm được đúng không các chị? Nào đẩy view lên dùm em đi ạ, đẩy view lên dùm em ạ. Dạ rồi, đã chia sẻ chị Thắm Nguyễn. Chào, bây giờ mọi người mới chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ mạnh mẽ và chia sẻ nhiệt tình lên dùm em đi ạ. Rồi ok, Hải Âu, đầm vô cùng xinh, xinh đẹp. Rồi ok, xinh đẹp. Nào cố lên, có màu em đang mặc không? À, có màu em đang mặc không? Dạ Thoa Lâm, có màu em đang mặc nha chị nha. Có màu em đang mặc, có đủ màu luôn. Chấm rồi, ok, cứ xinh đẹp, đẹp xinh. Rồi ok, 128, 129 người dạ. Nguyễn Minh Nguyệt, em chào chị ạ. Sakura Tân Phương, nào mọi người nhanh lên nha, cố gắng đẩy view lên đi ạ. 128 rồi, rất gần nữa thôi ạ. Rất gần nữa thôi nha, rất gần nữa thôi. Nào 128, 129 rồi các chị yêu. Ai là người em được ghim, em ghim 140 à? Ai là người được em ghim 140? Mọi người mạnh mẽ lên đi các chị yêu ơi, thoải mái luôn đi ạ. À, mình không mất gì đúng không ạ? Chỉ việc là comment là đã chia sẻ, sau đó là chỉ cần comment đẩy view lên đúng 140 người, em thủy tặng thêm một cái đầm này, không hề hấn gì hết luôn nha mọi người nha. Nào rồi ok, chia sẻ mạnh mẽ lên. Nào Sơn Bon Chen đi con, 131 người rồi các chị yêu, 131 9 người nữa thôi ạ. 134, ồ rất là nhanh luôn. Nào 134, 135 đi ạ. 135 mô rồi ok, 136. Rồi ok, chuẩn bị 140. Em ghim người chuẩn bị 140 này mọi người này. Em ghim 140 này này nào. Rồi ok nào mọi người, nhiệt tình luôn nha, mạnh mẽ lên nào. Nhanh lên, 139 này, 140. Em nhìn thấy đúng 140 là ai này. 140, 140 đi ạ. Nào các chị yêu ơi, lại số 136 rồi. Trời ơi, vì bản thân em còn tiếc nữa là 140 là ai nào. 140 này, nào các chị yêu, 140, trời ơi lên 139 rồi, lại xuống 133, 132 mọi người. Nào 140 đi ạ, 140 đi, trời ơi em còn thấy khẩn trương nữa cơ. Nào các chị yêu, mọi người cố gắng đi ạ, đã chia sẻ rồi, ok, đã chia sẻ, comment nhiệt tình đi ạ, để ai là số 140 em ghim nào. Mọi người ơi, tranh thủ đi ạ, nhanh tay lên đi ạ, tranh thủ đi ạ. Chỉ còn có mấy người nữa thôi này, biết đâu mình là một trong những người may mắn này, cơ hội đừng bỏ qua. Comment liên tục và nhanh tay luôn giúp em này, 136, 137 rồi các chị yêu, 139, 139 cho em xin số 140 là ai ạ? 139, trời ơi lại số 137 rồi. Nào 140 các chị yêu ơi, 140, em cần 140. Nào 139, 139, 139, 140 đâu ạ? Trời ơi,
hụt mấy lần rồi nào, 139, 139. Rồi ok, 140 chị Yến Bi nào, cho ghim chị Yến Bi luôn giùm em nào, Yến Bi nào, 140 tiếp luôn rồi nha, 140 chị Yến Bi. Rồi ok, em ghim chị Yến Bi luôn, 140 luôn giùm chị này, 140 chị Yến Bi nha. Tiếp luôn này mọi người này, tiếp luôn nha, cho mọi người mốc 160 nữa em tặng tiếp một cái đầm luôn ạ. 160 nữa em tặng tiếp một cái đầm luôn nha mọi người nha, 160 nữa tặng tiếp một cái đầm. Nào các chị yêu, hôm nay mình tặng quà nhau free luôn nha mọi người nha, 160, 160 đi ạ. Lên mốc 160 cho em, tặng tiếp một cái đầm, mọi người lựa màu thoải mái luôn nha mọi người nha, lựa màu thoải mái luôn nha. Nào 160, lên 160 người tặng luôn nha. Chị Yến Bi, chị Yến Bi, chị Nga Quỳnh Nguyễn, mọi người chia sẻ rồi mới được nha. Nào các bạn ở trong kia đâu rồi, công tác chia sẻ quá chậm luôn, chị Hà nhắc các bạn đi. Từ nãy đến giờ vẫn không công khai kết quả. Nào rồi ok mọi người, lên 160 được chưa ạ? Có lên được 160 không? Mọi người mình nghĩ mình lên 160 được không ạ? Trời ơi đi view như này rất là mệt luôn. Nào lên 160 người cho em nha mọi người nha. Lên 160 người cho em đi ạ, 160 người luôn đi mọi người ơi. Các chị yêu mạnh mẽ nhiệt tình đi ạ. Trời ơi view đang từ 140 xuống 127, nó có dã man không? Nào lên 160 người cho em luôn nha, để em tặng tiếp quà này, chắc chắn luôn là 160 người. Đến hết mốc 160 người không tặng quà nữa. Vậy nên là vẫn còn cơ hội, đừng ai nản chí nha mọi người nha. Vẫn còn cơ hội đừng ai nản chí. Coi như mình đang chơi vui thôi ạ, một trò game show bình thường luôn nha mọi người nha, để mọi người có thể được tặng quà. Các chị yêu chia sẻ tiếp đi ạ, nhiệt tình mạnh mẽ và thoải mái luôn như nha. Nhiệt tình mạnh mẽ và thoải mái luôn nào. 160 ạ, 160 nha, còn đang phát pay nào nữa em. Dạ nâu chị. À có hai cái, một cái P2 và một cái chip su chị, một P2 một chip su. Rồi ok, chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn giùm em nha. Chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn giùm em nha. Chị Hà Nguyễn rồi, chị Dương Trang. Dạ rồi ok, bây giờ các bạn mới chắc là bây giờ mới check được lượt chia sẻ cho mình đấy chị Nguyễn Quỳnh Nga. Nào các chị yêu, tiếp theo luôn nào. À, đẩy lên 160 đi ạ. Em nói rồi, tặng quà là chắc chắn được. Suýt thì trúng, ai bảo là comment chậm không nhanh tay. Rồi ok, cái đoạn 140 mà tại sao duy nhất chỉ có mỗi chị Yến Bi comment lên mọi người nhở? Lạ lùng ghê cơ. Rồi mọi người muốn nhường quà thì phải. Nào tất cả các chị yêu, lên đi ạ, lên mốc đi nha. Chuẩn luôn, lên mốc 160 này, lên mốc 160 nha. Bán bao nhiêu tiền em? Dạ chị yêu, mẫu này lát nữa sẽ phát giá luôn nha. Bây giờ chưa phát giá, vẫn đang tặng quà không đồng trước đã. Em chưa phát giá đâu, tặng quà không đồng trước luôn nha cho mọi người luôn nha. Váy đẹp thế, người thì càng xinh. Dạ rồi, ok chị yêu hàng lady. Chị mặc được đầm này không ạ? À? Đầm này cho tới 60 kg vẫn có thể mặc được nha chị yêu nha, mặc ok luôn. Vậy nên là 136 rồi các tình yêu ơi. Mốc 140 đã có người chạm tới và đã có người lĩnh quà. Vậy bây giờ mình lên mốc 160 nha mọi người nha. Chỉ cần 160 em tặng thêm quà cho mọi người đấy ạ. 160 quá ba quà là hết quà luôn nha. Nào 160 các tình yêu ơi, 160, 160. Đẩy view mạnh mẽ và nhiệt tình lên giùm em ạ. À. Cứ chấm thoải mái đi, cứ chia sẻ thoải mái đi. Gọi bạn bè của mình vào giờ này ạ. À, là kết nối bạn bè của mình vào đây. Sau đó được quà rồi mình ao cũng được, không vấn đề gì cả đúng không? Làm như thế nó hơi không ổn một chút nhưng mà không sao. Miễn là sao các chị được quà vui vẻ là được ạ. À. Rồi Đại Hằng Huy rồi ok, chấm Mộc An nào chị Nguyễn Huyền. Nào Mộc An nhanh tay, Mộc An mạnh mẽ lên Mộc An. Rồi ôi hy vọng Mộc An được lắm. Nào kết nối bạn bè của mình đi ạ, chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn, vào thoải mái luôn đi nha mọi người nha. Thoải mái luôn đi ạ, mọi người cứ thoải mái luôn nào, chấm thoải mái luôn, nhiệt tình. Bao giờ cho đủ mốc nha, bao giờ đủ mốc 160 người, em tặng quà luôn cho mọi người nha, đủ mốc 160 người tặng quà luôn cho mọi người ạ. Rồi ok Nguyễn Thảo nào, Trần Hương mọi người cứ chấm thoải mái đi. Nam Nguyễn đâu rồi? Nam Nguyễn bỏ cuộc rồi à? Nam Nguyễn bỏ cuộc rồi à? Wow, chị Yến Bi không được. Lý do vì sao chị Yến Bi không được thì bắt buộc phải chia sẻ lý do vì sao chị Yến Bi không được nha em nha. Rồi ok Trần Hương, Nguyễn Thu Huyền nào mọi người chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn nào. Lý do vì sao chị Yến Bi không được công bố lại luôn cho chị ấy rõ nha em nha. Tại sao chị Yến Bi lại không được? Yến Bi bỏ qua cái gì mà lại không được nhỉ? Nào các tình yêu Hải Âu chấm. Rồi ok chấm chấm. Mạnh mẽ và nhiệt tình luôn đi các chị yêu ơi. Mốc này lại xuống thấp quá rồi. Để 126 lên 160 đúng không ạ? Mình cần 128 lên 160. Mình cần 32 người nữa các chị yêu ơi. Mình cần 32 người nữa các chị yêu ơi. Nào mọi người chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn ạ. Đại Hằng Huy rồi ok. Chấm chấm thoải mái luôn đi nha mọi người nha. Mọi người cứ chấm mạnh mẽ và chấm thoải mái luôn giùm em ạ. Nào chấm mạnh mẽ và thoải mái luôn. Cứ comment nhiệt tình và thoải mái đi ạ. À, không rồi ok nha. Dạ rồi ok, chị Sương Trần rồi ok, chị Sương Trần mới vào đúng không ạ? À, mọi người cố gắng đi ạ, đủ 160 người nha, mốc 160 người em tặng quà luôn này.
phẩy rồi ôi chấm phẩy rồi ok chấm phẩy thoải mái luôn đi ạ. Nào nha mọi người lưu ý giùm em này, mẫu đầm này đủ size cho cân nặng từ khoảng tầm 40-42 kg cho đến 60 kg có thể mặc vừa. Tặng mọi người cái đầm này đang bán trị giá là 780.000 nha các chị nha. 780.000 nó là đầm luôn nha. Đang tặng luôn đi nha mọi người nha. Đẩy mốc lên đi ạ. Bao giờ là đã chia sẻ rồi. Ok Hồng Nguyễn, đủ 160 ạ. Mốc. Vâng. 120 đã có người được rồi này, 120 có người được rồi này, 140 chị Yến Bi lại không được này, lý do rất là nản luôn nhỉ. Yến Bi lại out rồi hả Yến Bi, lý do vì sao không được nhỉ? Trời ơi buồn thùi lùi quá. Nào các chị yêu mọi người mạnh mẽ và nhiệt tình luôn đi ạ. 160 nha, mốc 160, mốc cuối cùng đúng không ạ? Hôm nay chơi đến mốc cuối cùng 160 thôi để tặng quà các chị. Nào, có vẻ là rất là uể oải đúng không ạ? Tinh thần đã chia sẻ 18 nhóm. Dạ rồi ok các chị yêu đã chia sẻ 18 nhóm. Mọi người mạnh mẽ lên đi các chị, mọi người chia sẻ chị, rồi ok chấm chấm thoải mái luôn đi ạ. Đẩy view lên giùm em nha, đẩy view lên giùm em. Đúng mốc 160 người ạ, à, lâu quá, 4140 người thì được rồi, 160 người thì lại thấy là view bị tụt xuống. Rồi các chị yêu nào. Chia sẻ nhiều lần. Dạ, mẫu bên này cái này là bên em là yêu cầu đầy đủ luôn nha mọi người nha, yêu cầu đầy đủ luôn nha. Cố gắng lên đi mọi người, mới có 118, 111. Cái mốc này có vẻ rất là khó chạm đúng không ạ? Rất là khó chạm luôn đúng không? 120 có người đạt, 140 có người được đúng không ạ? Chia sẻ nhiều rồi. Rồi ok. Vậy thì là đã chia sẻ rồi đúng không? Đã chia sẻ rồi. Mình rút mốc của nhau xuống nha mọi người nha. Không có màu trắng, không có màu trắng nha bạn nha, không có màu trắng ạ. Nào mình rút mốc của nhau xuống nào các chị yêu, rút mốc của nhau xuống nha. Nào bây giờ bắt đầu luôn nào, bây giờ bắt đầu luôn nào, rút mốc của nhau xuống. Mình đẩy của nhau lên 140 luôn đi ạ. À. Em để mốc nữa 140 nha. Duy nhất mốc 140 này. Ai là người rồi ok, 140 nha. Ai được 140 lâu quá đúng không ạ? Lâu quá là do mọi người đấy ạ. 140 nha. Ai đạt 140 thì em tặng luôn này. 140 không nhúc nhích gì hơn này. Bây giờ mình chơi cho nhau 10 11 10 giờ 11 đúng không ạ? 10 giờ 11 mình cho nhau khoảng tầm 10 phút đi ạ. 10 giờ 21 nha. Chốt đến đúng 10 giờ 21. Ai được thì dừng, ai được cũng dừng mà không được cũng dừng. Ok chưa ạ? 10 giờ 21 nha, chuẩn 10 giờ 21. Sau 10 giờ 21 là mình sẽ không chơi nữa luôn nha mọi người nha, 10 giờ 21. Nào các tình yêu 140, em chờ mốc 140. Nếu như 10 giờ 21 ai đạt được 140 người đó được một chiếc đầm giống như của em đang mặc. Còn không được nữa là mình bỏ qua, em bán mẫu đầm này luôn nha mọi người nha, bán mẫu đầm đầu tiên này luôn. Nào các tình yêu rồi ok 114. Trời ơi cứ lên lại xuống thấy nó tệ quá. Nào mọi người có bị đẩy ra không ạ? À? Sao lại thấy vòng vào lại ra liên tục á? À? Nào rồi ok chị Sương Trần chấm luôn cho em. Lê Tuyết rồi ok chấm thoải mái luôn ạ. À, chị Trần Hường. Nào nha mọi người nha. Nguyễn Vũ Dương rồi ok 140 Nguyễn Vũ Dương. Chào em. Nào Nguyễn Vũ Dương. Nguyễn Thảo rồi ok các chị yêu. Mọi người vào thoải mái luôn đi ạ. À. Chấm nhiệt tình giùm em nào. Bao giờ đủ đúng 140 người đấy em kéo mốc xuống cho mọi người ạ. À. Kéo mốc xuống vô cùng. Không hiểu tại sao tương tác nó lại kém như thế đúng không ạ? Bình thường em nghĩ rất là đơn giản 142, 145, 147 rất rất là nhanh. Vậy mà xuống dưới 115 một cái cũng rất là nhanh luôn. Nào các tình yêu, ok nha. Mạnh mẽ luôn đi ạ. Trần Hải Yến Dương Trang Nguyễn Thu Huyền. Nào mọi người 121, 121 rồi này 121 nào. Chấm chấm nào cứ chấm thoải mái luôn đi ạ. Muốn chấm muốn phẩy muốn gì thì muốn ạ. Nào đủ đúng. Bắt đầu bao giờ em nhìn thấy là 140 người là em sẽ kéo mốc luôn đầu tiên nha. 140 người là em kéo mốc luôn này các chị yêu, em thấy con số nó đang nhảy lên rồi đấy ạ. Con số đang nhảy lên rất là ok rồi. Nào các chị mọi người chấm phẩy nào cũng được luôn. Rồi ok mọi người luôn này 125 rồi ok luôn nha Nguyễn Vũ Dương. Rồi các chị yêu nhiệt tình luôn đấy ạ. Nào nhiệt tình mạnh mẽ luôn ạ. Đã chia sẻ nhiều lần. Dạ rồi ok Nguyễn Thảo em cảm ơn ạ. Hoàng C rồi ok Dương Trang. Nào các chị yêu mọi người chia sẻ mạnh mẽ và nhiệt tình luôn giùm em nha. Đẩy view lên đi ạ, à, đẩy lên đi ạ. À. 123, 124 rồi ok, 123, 124 chị Nguyễn Thảo. Nào các chị yêu mạnh mẽ luôn Sakura Tân Phương. 121 thiếu 19 ngày người nữa nha các chị nha. Thiếu 19 người nữa cơ. Mình còn hẳn 8 phút các chị yêu ơi, còn đúng 8 phút, sau 8 phút này bắt đầu bán hàng luôn nha mọi người nha. Sau 8 phút là bắt đầu bán luôn ạ, à, mẫu này luôn nha mọi người nha. Rồi chị Trần Hương, chị Dương Trang. Mọi người comment thoải mái đi xem tự nhiên là thấy cái lượt view nó xuống nhiều quá mọi người nhỉ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Chậm rất là chậm luôn, chậm rất là chậm luôn.
kéo view lên cho em đi mọi người, 123 rồi ạ, lại 122 rồi này. Rồi ok, rồi muốn chấm muốn phẩy bất cứ cái gì cũng được nha, miễn làm sao đẩy mình lên được số 140 ạ. Các chị làm cách nào thì làm, miễn làm sao các chị lên được số 140 là các chị được nhận quà nha. Không có số 140 là em sẽ cất quà này đi để bán luôn cho mọi người nè. Nào các chị yêu, cố lên ạ, mạnh mẽ lên nào. Rồi ok, Nguyễn Thu Hiền, chờ Nguyễn Thu Hiền, chị Trần Hương, 123 thiếu 17 người nữa đúng không ạ? Nào chị Hằng Lady, Hằng Lady bon chen luôn cái đầm này của em đi, đang muốn tặng quà đây, rất rất muốn tặng luôn nha. Còn thiếu 16 người nữa thôi ạ, còn thiếu 16 người nữa thôi ạ. Nào các chị yêu, Hồng Nguyễn, rồi ok, chị Trần Hương này, Hằng Lady này, Mộc An này, Nguyễn Thảo này, Yến Yến Bi này, Nguyễn Quỳnh Nga này, rồi tất cả các chị yêu Đại Hằng Huy, rồi chấm thoải mái luôn đi chị Dương Trang nha, Mộc An nha. Cố mãi mà không được, em cũng không hiểu tại sao 126 rồi mình thiếu 14 người nữa thôi ạ. Nào 126 rồi thiếu 14 người nữa thôi các chị yêu, mạnh mẽ lên đi ạ. Nguyễn Thảo, rồi ok chị Nguyễn Thảo, cứ chấm cứ phẩy thoải mái luôn. Bao giờ đủ 140 mặc định một chiếc đầm sẽ thuộc về các chị luôn nha mọi người nha. Rồi ok, đã chia sẻ rồi, cố gắng cố gắng cố gắng. Em cảm thấy nó rất là trầm luôn ấy, rất là trầm. Hay mình rút mốc, có muốn em rút mốc nữa không? Trời ơi không sao đâu, mình còn hẳn 7 phút nữa cơ mọi người. Mình còn hẳn 7 phút nữa luôn nha. Đã chia sẻ rồi ok. Nào 123. Sao hôm nay trầm lắm, Hoàng Nhật. Rồi ok, sau ánh mặt trời vào cổ vũ nhiệt tình và mạnh mẽ luôn nha, sau ánh mặt trời nha. Sakura Tân Phương, rồi ok, chị Mộc An, nào tất cả mọi người. 124, tại sao lại không thể đạt được đến mức là 125, 127, 129 và 130 nhỉ mọi người nhỉ? Chậm ơi là chậm luôn, không hiểu vì sao lại thế. Rồi ok, hay mọi người bị đẩy ra nhiều quá ạ, đã chia sẻ 11, 19 nhóm rồi. Dạ rồi ok, Nguyễn Thu Huyền, Dương Trang, 19 nhóm rồi đúng không ạ? Rồi chị Trần Hương, rồi ok, Nguyễn Thu Hiền. Nào tất cả các chị yêu, chị Dương Trang, rồi ok, chấm vào chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình luôn giùm em nào. Chấm chấm, rồi ok mọi người, chị Hồng Nguyễn. Em thấy lên đến 117, 119, 127, 129, gần 130 rồi, sau đó lại quay về mốc là 119. Quá là trầm luôn. Vậy nên là mình phải cố gắng hết sức đẩy view lên cho em nha. Ai sẽ là người may mắn số 140 ạ các chị yêu? Ai là người may mắn số 140 ạ? Tại sao nó cứ trầm như thế này nhỉ? Em ơi, thấy nó trầm quá. Rồi ok, Mộc An thả tim nhiệt tình đi Mộc An ơi, cứ tim luôn đi ạ. Chỉ cần mỗi tim thôi, nhìn thấy tim là mình phấn khởi rồi. Rồi ok, đã chia sẻ Nguyễn Thảo. Nào mọi người ơi, còn có 20 người nữa thôi nào các chị. Em cần đúng 20 người nữa này, 20 người để đẩy view lên mốc 140 người ạ. Rồi ok. Ôi trời ơi, Mộc An hết lá, hết tim rồi lại thả lá. Rồi ok, thả thoải mái luôn đi ạ, muốn thả gì cũng được. 119 người. Tình hình là quà này có lẽ là em sẽ không phải tặng rồi đúng không ạ? Em thấy view thấp như này là em sẽ không tặng nữa đâu nha mọi người nha. Cái mốc 120 cũng phải để mất 5-7 phút mới được. Mốc 140 thì lại nhanh hơn, chỉ khoảng tầm 4-5 phút thôi. Nhưng bây giờ mình lại quay về mốc 100-160 thì phải tầm 10 phút không được. Giờ lại quay về hẳn mốc 140 rồi mà đến tầm khoảng tầm gần 10 phút rồi cũng chưa thấy ai ok. Chưa thấy ai được cả, vậy nên là mọi người phải nhanh tay đi ạ. Bởi vì cái mốc này nó không phải là lớn, nó rất là ngắn luôn. Nó rất là ngắn, rất là nhỏ. Nào 124, 125 rồi Nùng Phượng. Nào các chị yêu, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ luôn ạ. Cái đầm của em đang mặc sẽ thuộc về chị nào nha. Cái đầm của em đang mặc sẽ thuộc về chị nào nha. Chị nào là người may mắn số 140 ạ. Chị nào là người may mắn số 140 nha. Wow, Nhung Dương không chia sẻ. Dạ rồi không chia sẻ, chờ mua đồ đi chị Nhung Dương ơi. Chị Thắm Nguyễn, chị Mộc An. Nào các tình yêu mọi người vào nhiệt tình luôn đi ạ. Nhiệt tình luôn. Hoàng C 127 người rồi ạ. 128 người rồi ạ, 129 và 132 rất là nhanh. Sau đó thì 135, 137, 140 là vô cùng nhanh luôn các chị yêu. Nào mọi người mạnh mẽ lên đi các chị yêu ơi. Chấm đi ạ, tag thêm bạn bè của mình vào đi ạ. Mọi người tag thêm bạn bè của mình vào đi ạ. Lấy động lực đó để mình cố gắng phấn đấu. Mình là người số 140 nha các chị nha. Lúc nãy còn lên ở tận 142, 145 rồi cơ. Sau đó là tự nhiên là trầm hẳn. Không biết là mọi người bị out ra hay có vấn đề gì đó. Nào các chị yêu, em nghĩ là cái lượng view nó phải giữ được ổn định cơ, chứ như thế này là cũng rất là mệt luôn á. Nào chị Lê Tuyết chấm đi ạ. Rồi ok, Nguyễn Thu Hiền, Sương Trần. Uầy, em nói rất là nhiều luôn, đau hết cả họng luôn rồi. Thế nên là mọi người cố gắng đi, chuẩn bị hết nha, mình chuẩn bị hết thời gian này. Mình chỉ còn có khoảng tầm 3 phút nữa thôi mọi người. Mình chỉ còn 3 phút nữa thôi ạ. 10:18, nếu như không ai đạt được mức 120 chắc chắn không được quà nha mọi người nha. Ai không đạt được mức 120 chắc chắn là sẽ không được quà nha. Nhận hàng hộ em với. Rồi ok ok, nào mình còn 3 phút, còn 3 phút các chị yêu ơi, còn 3 phút đúng không ạ?
Hôm nay em sẽ không phải tặng cái quà này đúng không ạ? Hay là có phải tặng nào? 129 rồi các chị yêu ơi, 3 phút mọi người đẩy đi ạ. Nào, bất cứ ai được quà không quan trọng, hãy tương trợ cho nhau đi ạ. Một chị được hôm nay, biết đâu ngày mai lại là người khác được. Mình mang may mắn, biết đâu mình là người không may mắn nhưng may mắn mang may mắn của mình để tặng cho người khác đi ạ. Thì ngày mai may mắn sẽ mỉm cười với mình đúng không các chị yêu? Rồi ok mọi người nào, 129 rồi này, 129 rồi này. Em thấy là được 129 rồi. Thiếu 11 người nữa các chị yêu. Wow. Buồn quá, lại xuống 124 rồi, thực sự là rất là buồn luôn. Cái giây phút hồi hộp mà chờ mãi không thấy tới, nó không căng thẳng và gay cấn bằng lần 1 nhưng lần 2 lại kém xa lần 1. Nào các chị yêu, chia sẻ nhiệt tình và mạnh mẽ lên đi ạ. Đã chia sẻ hết rồi đúng không? Mình còn có 3 phút thôi nha mọi người nha. Mình còn có 3 phút thôi, em không hiểu tại sao lại chấm như thế này này. Còn có 2 phút thôi ạ. 10 giờ 19 rồi, đúng 10 giờ 21 nha mọi người nha. Đúng 10 giờ 21 nha. Mình chưa bao giờ được quà buồn quá, trời ơi. Em cũng muốn tặng quà cho chị mà chị yêu, em cũng rất muốn, bản thân em muốn tặng quà cho mọi người luôn. Không muốn giữ quà đâu ạ, chắc chắn luôn là không muốn giữ quà nha. Há há. Rồi ok, nào 100 mình chia sẻ nhiều, dạ 128, 129, 130. Chị nào là người chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay ạ, chắc chắn em sẽ tặng một món quà nha. Tuy nhiên nó sẽ không phải là cái quà này em đang mặc mà sẽ là một chiếc đầm khác. Ok luôn ạ. Rồi ok. Không được, wow, Đại Hằng Huy, Đại Hằng Huy. Rồi 130 người rồi các chị yêu. Em phá rào luôn cho mọi người thêm 3 phút nữa ạ. Để đến 125 luôn đi ạ. Rồi ok, em thấy 131 lên rồi đấy mọi người ơi. Em thấy 131 lên rồi đấy ạ. Nào chấm, rồi ok, chấm Đại Hằng Huy, chị Sương Trần. Tình yêu nào có mẫu đầm, thích mẫu đầm như của em đi ạ. Comment nhanh tay và nhiệt tình luôn đi. Chỉ cần chấm phẩy thôi này. 131 rồi kìa, 131 rồi kìa. 9 người nữa thôi, 131 rồi ạ. Tại sao mình lại không có quà nhỉ? Lý do vì sao mình lại không có quà? Không có lý do gì để mình không có quà cả. Mình không mất gì hết, mình được quà, thế là rất là đương nhiên. 10 giờ 20. Nào 11 à 131 rồi này. 132 rồi này các chị yêu. 133, 134 đi ạ, 135 đi ạ, 136, 37, 38, 39, 40 đi ạ. Rồi ok, Hoàng C rồi, cứ 131 đi ạ. Nhảy lên 140 đi mọi người, nhảy lên 140. Rồi ok, lên được 132, nhích từng chút một đúng không ạ? Rất rất là trầm luôn, không khí vô cùng là ảm đạm. Rồi ok, 133, 133 rồi ạ. Nào các tình yêu, đầm có sai lớn không em? Nguyễn Vũ Dương, đầm có sai lớn luôn nha chị nha. Đầm có sai lớn luôn ạ. Nào 133 nào, 134, 135 nào, 136, trời ơi 133. Rồi lại về một mốc 130 rồi, buồn quá. 140 nào, em chuẩn bị phá luôn nha mọi người nha. Thực ra luôn này 10 giờ 21 rồi. Muốn nữa không ạ? Có thể đẩy được lên 140 nữa không ạ? Có ai muốn đẩy lên được 140 nữa không ạ? Em để cho mọi người thêm này. Có muốn 140 nữa không ạ? Mới xinh. Dạ rồi, ok chị gì nhỉ? Chấm rồi, ok. Trần Hải Yến cho xem mẫu nào màu đỏ. Rồi ok, Trần Hải Yến lát nữa sẽ xem luôn nha. Mẫu này cũng có màu đỏ luôn nha mọi người nha. Chắc chắn là mọi người sẽ không đạt được rồi đúng không ạ? Có mọi người có muốn nữa không ạ? Mọi người có muốn nữa không ạ? Nếu muốn nữa em cho mọi người tiếp tục khoảng tầm 3 phút mọi người comment. Còn nếu không được 41, nếu mà không được nữa là mình dừng luôn nha mọi người nha. Mình dừng nha. À, hôm nay thì chỉ có một chị được thôi đúng không ạ? Chị Nguyễn Quỳnh Nga đúng không ạ? Nguyễn Quỳnh Nga được một cái đầm này trị giá là 780.000 nha. Chị Nguyễn Quỳnh Nga vui lòng inbox lại cho các bạn bên em để các bạn gửi quà cho mình nha. 140.000 chị Nguyễn Quỳnh 780.000 nha chị Nguyễn Quỳnh Nga nha. Tới hiện tại số 140 là một khoảng cách xa vời đối với mọi người. Thực sự là em cũng rất là tiếc luôn, rất rất là tiếc. Nào bán hàng đi chị, xem chán quá. Rồi ok, bán hàng luôn nha, muốn chứ. Rồi ok, bán hàng nha. Rồi quyết định bán hàng, không la, không tặng nữa luôn này. Bán hàng luôn nha mọi người nha. Rồi ok, chấm luôn dừng lại đi ạ. Nào các chị yêu, em bán luôn mẫu đầm này em đang mặc này. Mẫu đầm này em đang mặc nha, trị giá là 780.000. Nó là chất ích neo co giãn 4 chiều ạ. Chất ích neo co giãn 4 chiều này, cho cân nặng từ khoảng tầm 40kg cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm là 40kg cho khoảng tầm 60kg. Có thể mặc vừa luôn này. Mẫu này nó là co giãn luôn nhá mọi người nhá. Vì nó là co giãn thế nên là ví dụ như là bình thường chẳng hạn như em đang 52kg, em vẫn có thể mặc được size S gì. Mặc dù là nhìn vẫn hơi lộ bụng một chút đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Nhưng em vẫn mặc được size S, có nghĩa là cái mẫu này này nó co giãn cực kỳ mạnh luôn, thoải mái cho các chị yêu nha. Mẫu này sale cho mọi người này, chính thức bị lừa. Trời ơi, sao lại chính thức bị lừa chị ơi? Quà là muốn tặng luôn nha các tình yêu ơi, không bao giờ chơi trò lừa đảo luôn, rất rất muốn tặng luôn. Em cần mọi người đặt mốc đúng không ạ? Bởi vì như thế là mình mới cạnh tranh công bằng. Em cần mọi người đặt mốc, mọi người đặt cái là em tặng luôn nha.
Không bao giờ lừa luôn, chơi hết chơi rồi hả? Hết chơi rồi nha Trần Hường nha, hết chơi rồi nha. Em cho mọi người thời gian đúng không ạ? Đến 10 giờ 21 phút cho mọi người thời gian luôn, cho đến 72 kg em không có mẫu nha chị, à không có size nha chị nha, Hồng Nguyễn nha, 72 kg em không có size ạ. Đây là đầm thiết kế luôn nha. Đầm này các chị có thể mặc đi chơi, mặc đi dự tiệc, mặc đi làm đều rất là ok. Cái cổ của nó ở đây nó có một lớp ren nha, nó có một lớp ren phủ đây nha mọi người nha. Nó là ren trong ạ. Mọi người nhìn là cảm giác nó hở nhưng thực tế ra nó là một lớp chạy ren trong. Tốt nhất không bao giờ chơi nữa. Trời ơi Nguyễn Thảo, đừng 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 bao giờ bi quan như thế. Có người được mà, bữa sau biết đâu chị may mắn. Em rất là hy vọng bữa sau chị may mắn nha chị Nguyễn Thảo nha. Không chơi trò lừa đảo đâu, yên tâm ạ. Rồi nào các chị yêu, mứt dâu rồi, ok mứt dâu nào, mẫu này luôn nha các tình yêu nha, em sale luôn này, sale cho mẫu này cho các chị yêu 380.000 M1 chất X neo co giãn 4 chiều, có 4 màu. Màu đầu tiên như em mặc màu này là màu 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 này là màu be đúng không ạ, màu vàng bò đúng không ạ, màu tiếp theo là màu đỏ đô này, đây là màu đỏ đô luôn nha mọi người nhá, đây là màu đỏ đô này. À chị Hàng Lady rồi, ok cảm ơn chị Hàng Lady. Tiếp luôn nữa này, tiếp luôn nữa này, tiếp luôn nữa này, là một màu màu đen này, màu đen nha mọi người nha. Và tiếp theo là màu xanh cobalt này, bốn màu này màu nào cũng đẹp nha. Em cho bạn nhà em mặc thử một chiếc cho mọi người coi nha, mặc thử một chiếc nha. Cho bạn nhà em mặc thử một chiếc size, em bé mặc size S đúng không? Em mặc cho chị size S, lấy một cái size S cho bạn ấy mặc màu đen luôn giùm em nha, bất cứ màu gì cho bạn màu màu xanh đi chị. Rồi, ok. Dạ không sao, không sao. Chị Nguyễn Thảo nói vậy thôi chứ không có ý gì hết. Tại vì chị chơi lâu quá đúng không? Bản thân là chơi lâu quá, comment lâu quá, chia sẻ nhiệt tình mà cuối cùng là mãi không đạt được mốc thì thực ra một chút ức chế và một chút bực tức cũng vậy thôi, cũng cũng có. Đấy là điều đương nhiên, tâm lý con người ai cũng vậy. Nhưng không hề hấn gì cả bởi vì là sau này thì nếu như chẳng may mắn, không may mắn lần này, biết đâu lần sau mình lại được. Mọi người đừng băn khoăn và đừng lăn tăn, hãy coi như nó là một trò game show bình thường, cũng giống như khi mình bỏ tiền mua xèng cho các con vào gắp các những con thú ở trong khu vui chơi đấy ạ. Có bạn nào đó may mắn thì được, mặc dù mình vẫn mất tiền, nhưng mà có những bạn không được gì cả, chỉ mất tiền cho con gắp mà thôi. Cái đấy thì nó không có lao, không 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 có ke, không ke, bởi vì là mình chơi thoải mái, mình vui cứ xua đi mọi người ơi, không vấn đề gì hết. Dạ rồi ok, M1 nào, 380.000 cho mẫu M1 ạ. À. Ai thích M1 comment M1 luôn cho em nha mọi người nha. Ai thích M1 comment M1 luôn giùm em ạ. À. Cân nặng từ 40 đến 60 kg, 4 màu này. Bốn màu, màu vàng bò này, màu xanh này, màu đen và màu đỏ đô. Nào tình yêu nào lấy M1 không ạ? À? Có chị nào muốn mặc M1 để đi đầm à, để đi tiệc không ạ? À? Đi tiệc này, đi dự tiệc này, đi làm này cũng có thể ok luôn này, dự tiệc nhá, đi làm nhá, đi chơi rất xinh luôn ạ. À. Nhất là những chị nào mà bụng hơi nhỏ một chút mặc mẫu này lên cực kỳ đẹp luôn. Em nói luôn đó, rất là xinh luôn nha, mọi người nhìn thấy em mặc rồi đúng không ạ? À? Người em không đẹp, em không phải là người mẫu, em cao có 1m52 thôi các chị yêu ạ. À. 30 tuổi rồi, ok thời gian 30 tuổi rất là nhiều nha. Dạ rồi, ok, mứt dâu ơi, mẫu này sale 380 ngàn nha. Giá đang bán là 780 ngàn. M1 sale 380 ngàn luôn cho các chị ạ. M1, có chị yêu nào chốt M1 comment M1 cho em nha. Thời gian ơi, 30 tuổi rất là nhiều luôn nha, thời gian nha. Những mẫu đầm này thì thoải mái luôn mặc được ạ. Rồi ok, nào đây bạn ấy ra mặc size S cho em, cho mọi người coi đi ạ. Bạn này nhà em mặc size S luôn nha. Các chị yêu nhìn size S luôn giùm em này, tình yêu nào chốt được mẫu này comment luôn giùm em nha. M1 cân nặng từ 40 cho đến khoảng tầm 60 kg có thể mặc vừa luôn. Đây bạn ấy mặc đây mọi người nhìn đúng không ạ? Màu đen rất là xinh nhạt. Rồi ok, quay lại một vòng cho chị coi. Nào M1 ai chốt M1 comment M1 luôn giùm em này. Sale 380 ngàn mẫu M1 này ạ. À. Nào tình yêu nào chốt M1 không ạ? À? Chất X neo co giãn 4 chiều, đảm bảo các chị mặc vô cùng thoải mái luôn nha. Tay của nó rất là điệu đà đúng không ạ? À? M1 có ai chốt M1 không ạ? À? Ai chốt M1 comment nhanh M1 luôn giùm em mọi người nha. 60 62 kg thoải mái mặc luôn nha. Co giãn 4 chiều ạ. Nào có tình yêu nào chốt M1 không ạ? À? Ai chốt M1 comment M1 cho em. Lưu ý giùm em khi em livestream như này mới có giá này. Ngoài livestream của em ra không có giá này nha các chị yêu nha. Có rất là nhiều chị màu nào mặc lên cũng đẹp. Dạ rồi ok, chị màu nào mặc lên cũng đẹp nha. Các chị lưu ý giùm em là như thế này. Có những chị khách rất là khó tính bởi vì là thứ nhất là đối với cả đẹp quá rồi ok ạ. Có những chị khách, có nghĩa là mọi người lưu ý dùm em là khi mua hàng của em đã nói rồi, chỉ có trên livestream của em mới có giá này. Các chị mua xong sau đó livestream không xem, sau đó là bảo là mua với cái giá này thì các bạn nhà em báo là không bán,
Mọi người còn quát luôn hẳn nhân viên nhà em luôn là thế có muốn bán hàng không, không bán hàng không lấy hàng nữa. Như vậy là không được mọi người, mình chơi có luật chơi của mình đúng không ạ? Các chị mất công xem livestream, mất công ngồi nghe em nói, mất công ngồi comment nhìn em từ đầu đến cuối. Nên mọi người đừng mua với giá ưu đãi là chuyện thường tình. Đó nên các chị không xem được thì lúc đó đừng phát ngôn những câu như thế. Rất là mệt khổ thân các bạn nhà em, tụi nó lúng túng không biết xử lý ra làm sao cho nó hợp tình hợp lý cả. Mặc dù là đấy đến lúc đấy lại phải đi tìm em mà gọi em không được điện thoại là cuối cùng bị khách la khách quát rất là mệt luôn. Rồi ok luôn nha, M1 nha, không ai lấy chốt M1, em qua M1 luôn nha. Em qua M1 luôn nha mọi người nha. Nào tình yêu nào chốt M1 comment M1 cho em. Không ai chốt M1 em bỏ mẫu M1 mình sang mẫu khác luôn nha mọi người nha. Sang mẫu khác luôn ạ. À. Một mẫu khác em lại sale cho mọi người ạ. À. Hôm trước mọi người có nhìn thấy cái mẫu mà em sale 99 ngàn không ạ? À? Hôm nay có những tình yêu nào muốn mua mẫu 99 này nữa không ạ? À? Còn một ít em sale nốt, giá vẫn là 99 ngàn nha chứ các chị yêu nha. À, cho giá Tâm Hải, Tâm Hải mẫu này em sale 380 ngàn nha Tâm Hải nha. M1 nha. À, em ơi, em bé ơi, em bé mặc lại mẫu này cho chị. Một chiếc thôi. Rồi ok, mẫu M1 em qua mẫu M1 luôn nha. Ai lấy M1 comment M1 luôn giùm em này. Em sang mẫu khác nha mọi người nha. Mẫu này em sale rẻ luôn cho mọi người này, mẫu này em sale. Mẫu này thì là mẫu hôm trước đã sale một lần rồi ạ. Còn khoảng tầm mười mấy cái sale nốt cho mọi người nha. Còn khoảng tầm mười mấy cái M1 bán sale Trần Hường. M1 bán sale 380 ngàn tình yêu nha, 380 ngàn chị Trần Hường ạ. À. Du Phong chia sẻ bị chặn mấy nick rồi mà em được. Rồi ok Du Phong rất xin lỗi. Nguyễn Uyên Linh sale 380 ngàn nha tình yêu, em muốn mua hả? Em muốn mua để em mặc hả? Rồi sale 380 ngàn chỉ trên livestream mới có nha, ngoài livestream không có giá này. Cam kết 100% luôn và cũng chỉ trong livestream ngày hôm nay mới có giá này thôi ạ. À. Rồi ok, mình bỏ qua mẫu này luôn nha, bỏ qua mẫu này hoàn toàn luôn. Có ai chốt được M1 thì comment M1 luôn giùm em. 4 màu, màu nào cũng được ạ, màu nào cũng đẹp luôn. Shop ở đâu vậy em? Tâm Hải, em ở Hà Nội, chị ở Đông, đọc địa chỉ có thể chị qua luôn ạ. À, đây là của bên em, đó là P2 nha chị nha, P2 Store. Địa chỉ duy nhất 101D5 Quỳnh Mai, ngay gần chỗ nàng công an phường Quỳnh Mai các chị yêu nha. Chị nào ở gần khu vực đó vui lòng qua khu vực đó luôn giùm em ạ. Đến tận cửa hàng xem lựa thoải mái. Là khách trên livestream của em khi đến sẽ được giảm 30% so với giá đang niêm yết ở cửa hàng ạ. À, mua hết tiền rồi chỉ mua hàng rẻ thôi. À dạ rồi ok. Em lại có em lại có một cái rất là duyên với các chị là những chị nào đã mua hàng của nhà em rồi là mua rất rất là nhiều luôn, mua không tiếc tay, không ngừng tay cho tới khi phải cai nghiện em mới không mua nữa. Đó. Cái trường hợp này thì có rất là nhiều, đơn cử như là chị Oanh Nguyễn, chị A La Nga, chị Lê Hiền, chị Tâm Phạm, chị là Tâm Phạm, chị Trần Hạnh, chị Mai Hiên, tất cả các chị đó đều mua đồ của em, nói chung là nhiều lắm, rất rất là nhiều chị mua luôn. Mọi người mua chị Lam Hạnh này, chị Lam Hạnh này, chị Lâm Phương Nga này, chị Linh Vũ này, các chị mua không bao giờ dưới tiền khoảng tầm 4-5 triệu trong cửa hàng em trên livestream thôi ạ. Chỉ trong khoảng tầm 2 tháng hoặc 1 tháng rưỡi đúng không mọi người. Đó thế nên là bây giờ mọi người cai em rồi. Rất nhiều người cai em luôn và có những chị nói luôn là chỉ xem em like trong âm thầm lặng lẽ thôi ạ. Đấy đó rồi ok, có chị Nùng Phượng nữa. Rất rất nhiều người luôn, các chị Minh Phương, chị Nùng Phượng. Rất nhiều chị bây giờ không vào xem livestream của em nữa. Đơn giản thôi là cứ like, cứ vào like là mua, cứ vào like là thích. Vì nên là mọi người cai nghiện. Đó rồi ok, em bỏ qua luôn mẫu này nha. Ai chốt được M1 comment M1 luôn giùm em nha. Có chị mua đồ nhà em trong 1 tháng rưỡi mua hết lên khoảng tiền khoảng tầm gần 30 triệu luôn. Mà mặc dù là chỉ mua đồ lẻ về mặc dù là chỉ mua đồ lẻ về chia khắp nơi luôn. Trên một cái xe nhà chị ấy đi có 5-6 đứa cháu thì cả 5-6 đứa cháu đều mặc quần áo nhà em hết. Ok nha, ok nha các chị yêu nha. Dạ rồi ok các chị. M1 ạ, à. Còn ai lấy M1 comment M1 cho em nha. M1 nha mọi người nha. Em qua mẫu M1 sang M2 luôn ạ. À. Qua mẫu M1 sang M2 này. M2 em sale 99 ngàn cho các chị nha. Cũng là đầm thiết kế luôn nha mọi người nha. Dạ rồi ok ạ. À. Cảm ơn các chị yêu. Nào mẫu này mẫu M2 này rất là xinh luôn nha. M2 mẫu này hôm trước em đã sale rồi 99 ngàn và hôm nay 99 ngàn. Dành cho các bạn có cân nặng từ 40kg. Cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm 55, 53, 54 kg mặc vừa. Vẫn là size SML, form hơi nhỏ một chút nha mọi người nha. Đây cũng là hàng thiết kế, yên tâm hoàn toàn không đụng hàng, đụng giá, không đụng hàng, đụng giá ở đâu luôn nha các chị. M2, ai lấy M2 comment M2 cho em nha.
chưa bao giờ sale rẻ như thế này. Và cái mẫu sale rẻ này là mẫu để cho mọi người mua, là để tri ân chứ không phải để bán, là lấy lời, không có một đồng lời nào luôn nha. Nói sai mất lồng luôn, cam kết với các chị. Thậm chí là lỗ rẻ nhất phải khoảng tầm trên 100 ngàn một chiếc đầm này. Nào có chị yêu nào chốt M2 không ạ? Ai chốt M2 comment M2 cho em nha mọi người nha. Nó là chất, em cũng không thể gọi nó là chất gì, không biết luôn. Ở bên trên của nó là ren này, bên dưới của nó là lông, lông vũ nha, dạng lông vũ nha mọi người nha. M2 vẫn xem em like đấy, em biết chị vẫn xem em like nhưng mà xem trong âm thầm lặng lẽ ạ. Có thì các chị đều phát biểu như thế. Em vẫn nợ chị Oanh một cái vest, nhưng mà hôm trước cắt vừa rồi, một lô vừa rồi bị lỗi, thế nên là chưa ra được. Hứa là tặng một cái vest size XXL, thế nên là sẽ tặng một cái size XXL, nhưng mà tại vì nó bị lỗi lô này nên là không thể đưa ra tặng chị được. Lô sau đang cắt lại rồi ạ. Rồi ok nha mọi người nha. Nào có chị yêu nào chốt mẫu này không ạ? Ai chốt mẫu này comment luôn dùm em nha. M2 cho cân nặng từ khoảng tầm là 40kg cho đến số lớn nhất là khoảng tầm là 53-54kg mặc vừa, 53-54kg mặc vừa. Có 3 màu, màu mẫu đang mặc là một màu, màu mẫu đang mặc là màu da nha. Màu da nha. Tiếp theo màu này ạ, màu này cũng thuộc tông màu da luôn này mọi người này. Màu này cũng thuộc tông màu da và màu này là màu xanh. Nào M1, hôm trước có những ai lấy M1 rồi ạ? Chị yêu nào chưa lấy M1 nữa comment M1 cho em nha. Còn tiếp một tông màu nữa này là màu dâu này mọi người này. Đây, còn tiếp một tông này là tông màu dâu luôn này. Nào có 4 màu. 99.000 comment nhanh tay luôn dùm em nha mọi người nha. Có tình yêu nào chốt không ạ? Có tình yêu nào chốt mẫu này không ạ? 99.000 cho chiếc đầm này luôn nha mọi người nha. Ai chốt mẫu này thì comment luôn dùm em này. Trời ơi hôm nay like rất là nhiều, nói cũng vô cùng nhiều luôn. Nào tình yêu nào mở màn cho con M2 này đi ạ. Ai mở màn cho M2 comment luôn M2 cho em nha mọi người nha. Ai mở màn cho M2 vui lòng comment luôn M2 luôn dùm em nha. Cho cân nặng từ 40kg cho đến số lớn nhất 50-55kg mặc vừa. Bỏ qua mẫu M2 nha mọi người nha. Không khí trầm lắng quá. Không khí trầm lắng quá, thế nó cứ buồn buồn làm sao ạ. Rồi, có tình yêu nào lấy M2 không ạ? Ai chốt M2 comment M2 cho em nha. Em bỏ qua mẫu M2 luôn này. Của cái này hôm trước có 6 cái mà sao giờ vẫn còn 5. Chứ bán 2 cái mà. Chị lại cho thêm. À thế ạ. Rồi ok, không vấn đề gì. Em mặc mẫu tiếp đi. À thôi, mẫu này không cần phải mặc đâu. Rồi. Mặc mẫu đi, mặc cái mẫu mà em vừa tháo ấy. Rồi tiếp theo luôn nha mọi người nha, M3 nha các tình yêu, M3. M3 mẫu này vẫn sale đúng không ạ? Vẫn sale. Hôm trước là còn có 7 cái thì là hôm trước có 2 khách lấy rồi. Giờ này còn có 5 cái này luôn này, em còn 5 cái này. Mẫu này mặc lên cũng vô cùng xinh yêu luôn. 3 cái màu xám, 2 cái màu xanh. 3 cái màu xám, 2 cái màu xanh ạ. Cho cân nặng của các bạn, cho cân nặng của các bạn từ size S nha, S và XS 40 cho đến khoảng tầm 45 48 kg, size nhỏ 40 45 48 kg, 250.000 một chiếc ạ, 250.000 một chiếc. Đầm búp bê ri có tay này ạ, chị nào lấy nha. Chị nào lấy mẫu M4 comment M4 đúng không nhỉ? M4 đúng không? M3. Ai lấy M3 comment M3 cho em luôn nha mọi người nha. M3 nha. Chất thô thì cực kỳ đẹp nhưng mà chỉ còn có 2 size thôi, XS và S. Nào ai lấy M3 comment M3 cho em này. Giá của M3 nha 250.000, giá đang bán 780.000 vì chỉ còn có một size, sale rẻ luôn nha. Nào tình yêu nào lấy mẫu M3 vui lòng comment M3 đúng không ạ? Rồi ok M3. Ai lấy M3 comment M3 luôn dùm em nha mọi người nha. M3 cực kỳ xinh luôn. Nào có tình yêu nào, có chị nào ở đây người nhỏ, form nhỏ, số nhỏ, lấy luôn M3 cho em nha. Hôm nay mọi người có vẻ là rất là ngắm em thôi, còn không thích mua đồ đúng không? Không sao, mình cứ ngắm nhau đi, thoải mái đi. Nào có chị yêu nào chốt M3 không ạ? Ai chốt M3 comment M3 luôn dùm em nha mọi người nha. Ai chốt M3 comment M3 luôn dùm em này. Qua M4 này em yêu. Qua M4 này, M4 này, M4 mẫu này rất là xinh luôn này. M4 nha, có 3 màu, cho cân nặng của các bạn từ khoảng tầm 40kg cho đến khoảng tầm 55-58kg mặc thoải mái nha. 40 đến 55-58kg mặc thoải mái. Dáng của mẫu này cũng cái tay của nó gần giống như tay của em này mọi người này. Mẫu này ạ, em sale cho mọi người 299.000 nha. 299.000 mẫu này.
Tình yêu nào lấy mẫu M4 ạ? Ai thích M4? Nhìn dùm em, M4 có 3 màu nha. Màu đầu tiên là màu đỏ ạ. Màu đầu tiên là màu đỏ thuộc tông đỏ chung nha. Nó là màu đỏ chung nha. Màu thứ hai là màu vàng đây mọi người này. Màu thứ hai là màu vàng. Toàn bộ là hàng thiết kế nha. Và màu thứ ba là màu đen ạ. Màu thứ ba là màu đen. Cho cân nặng từ khoảng tầm 40 kg cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm là 55-58 kg mặc vừa. M4 luôn nha mọi người nha. M4 nha. Có ống sớ thì cho chị Trần Thúy Hiền ống sớ, và chị muốn có một mẫu ống sớ rất rất là đẹp luôn. Chờ em ra mẫu ống sớ đó, nhưng mà mẫu này phải bạn nào cao mới mặc được cơ. Mẫu ống sớ đẹp vô biên cương luôn. Chờ em một xíu cho chị mẫu ống sớ này rất xinh. Nào rồi ok. Nào, M4, M4 ạ. Các chị yêu M4, M4 luôn nha mọi người nha. Tình yêu nào yêu M4, thích M4 cứ comment M4 luôn đi ạ. Có 3 màu này, màu đen, màu đỏ và màu vàng. Đen, đỏ, vàng các chị yêu nha. Đen, đỏ, vàng. Cân nặng thì từ khoảng tầm 40 kg cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm là 50 55 58 kg mặc vừa, SML, khung SML luôn. Ơi. Ừ, em mặc đầm cho chị đi rồi ống sớ chị ạ. Nào các tình yêu, có những chị nào chấm cho em một chấm đi, lấy động lực like, lại bắt đầu run rẩy rồi vì thấy ít người comment quá. Ít người comment quá, comment nhiệt tình cho em đi ạ. Chấm luôn đi các chị, có những chị nào đang ở đây cứ chấm đi, em đâu có ép mình mua đâu, thoải mái luôn đi nha. 48 kg. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Quỳnh Nga, M4 màu vàng 48 kg. Người chị nhỏ xíu vậy ha, nhỏ hơn cả em 52 kg á. Rồi ok, cảm ơn chị yêu. Nào các chị mọi người comment luôn đi ạ. Có ai lấy màu nào nữa, có chị nào thích màu nào nữa, comment đầy đủ cho em luôn nha. Những mẫu đầm này mặc đi công sở thì là vô cùng hợp lý dạ, bởi vì là nó thực ra là nó thuộc dòng công sở nhưng có like một chút dạ hội nha mọi người nha. Rồi ok, rồi cảm ơn các chị yêu Mai Anh, Mai Anh Gấu Trúc. Dạ rồi các chị cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cứ chấm nhiệt tình và thoải mái luôn đi ạ. Không mua không vấn đề gì, coi em livestream là ok lắm rồi. Rồi ok, em chốt chị Nguyễn Quỳnh Nga một cái size màu vàng size M nha. Một cái màu vàng size M. Chị ơi lấy cái quần ống sớ mà rất rất là đẹp cho em. Quần ống sớ loại đẹp mà hàng thiết kế cùng mặc với cả áo sơ mi trắng. Tuyết Ngô và em đang mặc sale 380 ngàn chị nha. Sale rồi là 380 ngàn chị ạ. Rồi ok, xin chào cảm ơn tất cả mọi người luôn. 380 nha, đủ size SML cho cân nặng từ khoảng tầm 40 cho đến 60 kg mặc được nha chị nha. Rồi ok, mẫu này luôn ạ, mẫu này luôn nha. Mẫu này em cũng sale cho mọi người, em gọi nó là M4 nha, à M5. M5 cho cân nặng từ khoảng tầm là 40 kg cho đến khoảng tầm 52 53 kg mặc vừa nha. 40 đến 52 53 kg mặc vừa. Mẫu này cũng vô cùng xinh yêu luôn. Chất liệu là lụa phi nha, chất liệu là lụa mờ nha. Lụa lụa phi mờ. Chất đẹp cực kỳ luôn các chị mà mặc rất là sang, dòng này rất là sang. Nó mềm mại nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng tôn dáng ạ. Đủ size SML cho cân nặng từ khoảng tầm 40 kg cho đến khoảng tầm 54 55 kg mặc thoải mái luôn nha. Có các màu giống như một là màu mẫu đang mặc là màu than này. Mẫu này cũng rất là xinh. Màu tiếp theo là màu màu rêu này. Màu tiếp theo nữa là đỏ đô, tông đỏ đô luôn nha mọi người nha, tông đỏ đô. Và màu cầu cuối cùng là màu đen ạ. Mẫu này mặc lên vô cùng xinh. Sale cho các tình yêu, giá sale. Giá đang bán này. Giá đang bán 480 ngàn. Sale cho các chị yêu luôn nha. 99 ngàn mẫu này. 99 ngàn cơ hội giảm giá luôn. Chị yêu nào thích mẫu này comment luôn dùm em nha. Ai thích mẫu này comment luôn dùm em ạ. Không phải chị. Còn nhớ cái quần ống sớ mà đó, đây này đây. Rồi nào các chị yêu, có chị yêu nào chốt được M5 không ạ? Có ai thích M5 comment M5 luôn cho em nha mọi người nha. Ai yêu M5 thì comment M5. Em bỏ qua luôn nha. Liệu em mặc em bao nhiêu kg? Em không. Em Uyên Linh. Em bao nhiêu kg? 60 kg mặc được em nha. Em người của em là tròn hơn người của chị một xíu. Tuy nhiên là em mặc size M ok không vấn đề gì cả. Chị đang mặc size S gì? Chị 52 kg nhưng mà chị mặc size S. Em thì có thể mặc được size khác luôn. Rồi ok luôn nha. Rồi ok em bỏ qua mẫu này luôn này. M5 nha mọi người nha. Ai lấy M5 comment M5 luôn dùm em này. Ai lấy M5 comment M5.
Mình bỏ qua mẫu M5 ạ. Tiếp theo em vào cái mẫu ống sớ này nhá cho chị Thúy Hiền này. Mẫu ống sớ này của bên em thì cực kỳ đẹp, nhưng em nói luôn phải là chị nào cao từ trên khoảng tầm 1m53-54kg mới mặc được nhá. À 1m53-54 thì mới mặc được mẫu này đẹp này. Còn bạn nào trên 1m xanh than mờ đen SXL than. Rồi ok em. 99k size L màu đen. Dạ rồi ok chị Trần Thúy Hiền. Mọi người cứ comment thoải mái luôn đi ạ. Mộc An cái lúc nãy màu cái lúc nãy mà 99 ngàn ấy. Em mang về em bán khoảng tầm 380 400 ngàn đều rất là đẹp. Tại sao lại không comment mẫu đó? Cái mẫu mà mẫu lông vũ ấy. Mẫu đấy rất là xinh luôn. Rồi ok luôn nha chị ơi, chị chốt được cho Mộc An M5 than chưa ạ? M5 than đen xanh than là M này, đen là S và XL là than này. Chị Trần Thúy Hiền lấy size L màu đen này. Chị ghi lại dùm em nha. Rồi ok, 55kg rồi bé yêu, em mặc được size em size M, em chỉ cần mặc size M thôi. Nào mẫu quần ống sớ này. Dạ rồi ok, inbox. Rồi ok, inbox rồi ok, không vấn đề rồi. Nào mẫu này luôn nha, mẫu này luôn. Nào tình yêu nào lấy mẫu này comment luôn dùm em này. Ba màu. Chị bé ơi, lấy hộ chị cái quần ống sớ này màu màu bò nữa. Nào quần ống sớ này ai lấy comment cho em nói luôn nó là hàng thiết kế cao cấp, mặc lên cực kỳ đẹp. Bảo M5 chị yêu ơi, chị bảo bạn ấy có thể là vào 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 coi luôn được không ạ? Bởi vì thực ra em nói rồi, trên livestream của em mọi người mua được thoải mái, nhưng mà sau livestream chọn thì lại không có giá đó đâu ạ. Vì mọi người có thể đến cửa hàng em thử thoải mái luôn, không vấn đề gì hết, nhưng mà em chỉ sale cho mọi người đối với những khách livestream là 30%, không sale được hơn. Thế nên là cố gắng hết sức, nếu đến được cửa hàng là đến lựa cho em luôn, hoặc là đến thì sẽ gọi cho em trước, em sẽ bảo các bạn luôn ạ. Còn gửi mẫu thì đương nhiên là em gửi được, nhưng sẽ tính giá khác nha chị yêu nha. Gửi được thoải mái ạ, không vấn đề gì cả. Nào mẫu này luôn nha, bên em đang bán ra là 600 ngàn một chiếc. Chị nào thích mẫu này comment luôn dùm em này. Em sale nha 299 ngàn. Em nói luôn 299 ngàn là giá sale lỗ. Bởi vì mẫu quần này mặc lên các chị sẽ thừa thấy được cái ưu điểm của nó. Thực ra rất rất là đẹp luôn. Tôn dáng nâng mông giá, chất quần thì vô cùng ok. Kể cả đường may mọi thứ đều hoàn toàn là đẹp cực kỳ luôn nha các chị yêu nha. Nguyễn Thu Huyền comment cho em xin số điện thoại luôn ạ. Nào mẫu này ạ, sale 299 ngàn. Em nói luôn phải là người mặc, em sẽ gửi hình mặc cho các chị, những chị nào muốn lấy mẫu này hoặc muốn tham khảo mẫu này nha. Em gửi hình cho mọi người luôn là hình này, mẫu của nhà em, bạn mẫu nhà em mặc đẹp vô cùng tận luôn ạ. Thứ nhất là rất rất là đẹp, thứ hai rằng là mọi người ở kho các bạn thấy đẹp quá cũng có mua mẫu này để mặc luôn. Có một chị cao 1m5 khoảng tầm 52-53 mặc lên cũng rất là ok luôn ạ. Đầu tiên em nghĩ vậy vì bạn mẫu nhà em đang mặc là phải cao 1m6 nhưng mà đẹp lắm. Sơ vin với cả áo sơ mi hoặc sơ vin với cả các loại áo điệu điệu xinh ơi là xinh luôn. Nào các chị yêu, có chị nào chốt mẫu này không ạ? 299 đẹp cực kỳ luôn. Hùng Phượng ơi, cam kết đẹp. Em cho chị cái đầm cái quần này, chị mặc về, chị về chị mặc thử đi ạ. Nếu như chị cảm thấy không ok chị có thể trả lại cho em luôn nha Hùng Phượng nha. Không ke một cái gì luôn nha Hùng Phượng nha. Chị thích quá quần à, chị thích. Dạ chị ơi, quần này không phải là cạp chun nha chị nha. Quần này là cạp cúc bình thường ạ. Quần này mặc đi công sở cực kỳ đẹp luôn. Sale 299 ngàn. Giá của bên em đang bán ra đây này 600 ngàn luôn này, 599 ngàn nha. 299 ngàn cho chị nào lấy luôn nha mọi người nha. Ui đẹp. Em nói rồi đẹp lắm luôn ấy. Nùng Phượng lấy thì comment lại luôn cho em nha. Nùng Phượng lấy comment lại luôn cho em. Bởi không mấy khi các chị có thể kiếm được một cái quần đẹp như thế này mà giá rẻ như thế này. Em dám cam kết cho tất cả mọi người luôn, dám cam kết và dám khẳng định cho tất cả mọi người luôn. Rồi em bỏ qua mẫu này luôn được không ạ? Bỏ qua mẫu này luôn nha. Ai lấy thì comment cho em nha mọi người nha. Ai lấy thì comment, không giới thiệu nhiều bởi vì nó quá là đẹp và em dám cam kết về chất lượng cho mọi người luôn. Rồi ok, bỏ qua mẫu đi ạ. Bỏ qua mẫu nào, còn tình yêu nào chốt được nữa không ạ? Ai chốt được mẫu nào comment cho em nha. Em chốt được của chị chốt được của Mộc An này. Mộc An là 3 chiếc đầm này. Nguyễn Thu Huyền là một chiếc đầm này. Tiếp nữa là có một bạn nào nhỉ? Tiếp nữa là có một Nguyễn Thu Huyền một chiếc này, Mộc An này, chị Trần Thúy Huyền một chiếc size L nữa ạ. Chị Trần Thúy Huyền một chiếc size L. Bảo mẫu mặc hộ đi em. Mặc cái này à? Được, không vấn đề gì. Em sơ mi, một cái sơ mi trắng thêu hoa cho chị. Mặc cho chị một cái này size S vào luôn. Đây, cho một cái size S mặc luôn. Rất xinh.
bỏ qua mẫu này luôn, bởi vì thực ra là quần thì em bán quanh năm, không bao giờ cần sale cả. Không bao giờ cần sale. Nó rất là đẹp các chị ạ, cam kết. Đẹp cực kỳ, xinh cực kỳ. Nào trong lúc bạn mẫu nhà em thử đồ chờ mọi người, em qua một mẫu mới luôn nha mọi người nha. Trong lúc bạn mẫu thử thì em qua một mẫu mới luôn ạ. À, dài tới mắt cá chân. Dài tới mắt cá chân. Đây nó không phải là quần ống sớ đầu gối nha mọi người nha. Chuẩn là tận dưới điểm mắt cá chân luôn. Bao đẹp cho mình. Cam kết em nói rồi, cho chị trả hàng mà lại cứ thoải mái đi. À, mình là người quen đúng không? Mình mua để bán uy tín chứ không có bán có mỗi hàng hóa đâu ạ. Bán uy tín cho nhau, lấy một lần, lần sau còn lấy nữa, chứ không phải là bán một lần sau đó là đuổi nhau đi luôn, nhìn thấy nhau là ghét nhau hoặc lên nói là ôi thế này ôi thế kia. Bây giờ mua hàng online mà rất nhiều vấn đề luôn, làm không tốt, làm không tốt là không bao giờ có thể bán được. Có váy suông luôn nha chị nha, có váy suông luôn. Đợi em một xíu em qua mẫu luôn, tại vì em ngại đi thay váy, em có thể thay mẫu váy suông cho mọi người luôn cũng được, không vấn đề gì cả. Chờ em một xíu ạ, bạn nhà em đi thay cái quần ống sớ kia ra liền. Đây em còn mấy mẫu đầm này để em thay tiếp cho mình luôn nha. Đợi em một xíu, cứ bình tĩnh. Chị ơi, tìm cho em một chiếc size M của mẫu này để em mặc, em sale nốt. Chị xem nào, cái này còn tất cả mấy cái ở đây thôi đúng không? Hết rồi đúng không? Size M đây. Đây em nhìn thấy size M màu đỏ, em mặc màu đỏ cũng được. Thoải mái đi mà, mình cứ thoải mái đi, mình chơi với nhau lâu dài mà, không phải ngày một ngày hai. Em chỉ còn bán hàng lâu lắm. Rồi ok, đi guốc lên cho chị. Nào bạn nhà em mặc mẫu này ra nha, ai thích thì cứ comment thoải mái luôn nha. Em bao nhiêu cân nhỉ? Vừa không? Đây luôn nha, nhìn em ấy mặc luôn nha mọi người nha, thoải mái đi ạ. Rồi ok, cảm ơn gấu trúc. Nói đi em yêu, đừng nghe này, trời ơi cô bé này lai bình thường giống như em lai á. Đây ạ, à, em đang mặc chiếc quần. Quần này là quần gì nhỉ chị? Chị ơi quần này quần gì? Quần ống sớ đó em. Em đang mặc chiếc quần ống sớ size S đây các chị ạ. Lên dáng rất là đẹp. Em hơi gầy một chút nên mặc hơi rộng. Quần size S này dành cho các chị khoảng tầm 47 đến 50 cân là mặc vừa đấy ạ. Mặc đi làm cực kỳ đẹp đấy ạ. Rồi ok, không nhìn thấy phía dưới đây cho nhìn luôn. Đầm vàng bao nhiêu? Đây. Nhìn được chưa chị yêu? Nhìn được chưa ạ? Quá là đẹp luôn. Rồi ok bé yêu, đây em quay một vòng cho các chị coi. Nào có chị nào chốt thì chốt ạ, không chốt thì em để bán không ảnh hưởng gì cả, mình không ke mấy cái này. Chị nào thích thì là cứ comment luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi em yêu, xong, ok, xong việc của em. Nguyễn Hường, đầm vàng của em khi nãy đúng không ạ? Đầm vàng của em khi nãy mặc đúng không ạ? 380 ngàn. Rồi ok luôn nha mọi người nha, các tình yêu. Bỏ qua mẫu đó được chưa ạ? Bỏ qua được mẫu đó rồi, các chị yêu còn thích mẫu nào nữa thì comment luôn cho em nha. Rồi chị Trần Thúy Hiền, không có vấn đề gì cả, thích cũng được mà không thích cũng không sao. Có mẫu nào thì em lên cho mình mẫu đó ạ. Nếu như em có mẫu nào đó đẹp hơn thì sẽ giới thiệu cho mình. Rồi chị Nùng Phượng có chốt được mẫu đó thì comment mẫu đó cho em nha Nùng Phượng nha. Tiếp theo cái mẫu của em đang mặc, mọi người nhìn thấy mẫu của em đang mặc đúng không ạ? Em để như thế này, mặc như thế này là mọi người nhìn thấy dáng của em đang mặc rồi đúng không? Rất đây, em xuống một xíu cho mọi người nhìn này. Mẫu này của em nha, hiện tại em còn rất là ít, còn có mấy chiếc thôi ạ. Có một màu mà em rất là ưng và em mặc rất là đẹp nhưng màu đấy bị phai. Đây. Mẫu này hiện tại em không còn nhiều size. Ví dụ như là màu này rất rất là đẹp luôn, mặc lên cực kỳ tây. Mỗi tội là em mặc và em giặt rồi em thấy nó bị phai, riêng màu này bị phai.
đẹp lắm lắm luôn các chị ạ. Màu bị phai nhưng mà không có ảnh hưởng, nếu như mình giặt riêng thì chả vấn đề gì hết, chỉ lo là giặt chung với đồ khác thôi. Cái này còn một chiếc duy nhất size L này, M1 màu be nhé. Dạ rồi, M1, M1 là mẫu của em mặc 380.000 đúng không ạ? Tóc móng rồi ok nhá, chị ghi cho chị ấy đơn ạ. À, chị tóc móng rồi ok luôn. Chốt luôn cho chị ạ. Nào còn một, chờ chị Trần Hương, chị Trần Hương có chốt M1 không ạ? Để em chốt luôn mẫu M1 nha. Chị Trần Hương còn chốt mẫu đó nữa thì comment cho em mẫu đó ạ. Tiếp theo luôn này, cái mẫu của em đang mặc nha mọi người nha. Đủ size SML nhưng không phải màu nào cũng còn đủ ạ. Ví dụ như màu màu đen của em đang còn hai size M này, màu này là còn size size L này, màu này là còn size L này. Màu đỏ của em mặc còn SM, màu đen cũng còn SM luôn nha mọi người nha. Có chị yêu nào thích mẫu của em đang mặc không ạ? Rất xinh luôn, mẫu này mặc cực kỳ xinh, tôn dáng, gọn eo, không hề lộ bụng một tí nào. Mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Không hề lộ một tí bụng nào luôn ạ. Có chị nào thích mẫu này comment cho em. Em còn 6 hay 7 chiếc này, sale nốt cho mọi người 299.000. Giá bên em đang bán ra là 870.000, sale cho mọi người 299.000. Em nói luôn đây là những mẫu không còn đủ size em sale bằng này. Đó, chị yêu nào chốt được mẫu này comment cho em nha. Có 3 màu. Có 3 màu. Chuẩn là có 3 màu. Màu này là màu đỏ này, màu này là màu đỏ này. Đỏ này thuộc của em là đỏ chung nha, không phải đỏ tươi nha mọi người nha. Gam đỏ chung. Màu tiếp theo là màu đen. Có một cái này này, màu này là màu mận. Màu này đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Tôn dáng lên đẹp vô cùng. Thực sự rất rất là đẹp luôn. Ai lấy mẫu này comment cho em nha. Như Quỳnh ơi, M1 em không có màu trắng chị yêu. Màu trắng em chỉ có, ở đây có mấy mã có màu trắng là em lên cho mình nha. Không có màu trắng của M1 ạ. Có chị yêu nào chốt mẫu này không ạ? Ai chốt mẫu này comment luôn cho em mẫu này nha. Em gọi mẫu này là M6 ạ. Ai là M7 đi ạ. M7 đúng không ạ? M7, quần là M6, mẫu này là M7 ạ. Có chị yêu nào chốt M6 khi nãy là comment M6 cho em nha. Ai chốt M7 comment M7 cho em ạ. Những mẫu này mặc rất là sang, vô cùng sang luôn. Về chất liệu của nó thì bao chất hoàn toàn cho các chị. Về kiểu dáng thì sang trọng, tôn dáng, tôn cực kỳ dáng luôn, che khuyết điểm cho mình và mặc thì vô cùng là ok luôn các chị nhé. Rồi có chị nào thích mẫu này không ạ? Ai lấy M7 comment M7 cho em. Dáng của M7 mặc cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ như bình thường này nó sẽ, ví dụ như là bình thường về ngực ấy, nó nâng ngực cực kỳ luôn, riêng về bụng thì lại che hoàn toàn ạ. Đây có chị nào thích thì comment cho em mẫu này nhá. Còn mấy cái thôi. Và còn có mấy cái nên mới sale nốt giá này. Chưa bao giờ sale giá này luôn. Khi nào sale rẻ nhất 350.000 nha. Rồi ok, màu đỏ size S chị Như Quỳnh. Em cảm ơn chị Như Quỳnh, M1 size S ạ. Rất đẹp nha các chị yêu. Tất cả các chị yêu mua hàng em cam kết luôn, mọi người nhận hàng mặc không ưng, đồ không ok, trả lại em thoải mái nha. Không ke bất cứ một cái gì, trả lại thoải mái luôn mọi người nha. Hàng cực kỳ đẹp, nếu như cảm thấy là xấu này, cảm thấy là chất không ok này, cảm thấy đường may không được này, bỏ luôn nha. Váy em đang mặc chị yêu, váy của em đang mặc đây nó là M6 nha chị nha. Comment luôn cho em M6 nha, đỏ size S đúng không ạ? Comment M6 giùm em, đây không phải là M1 nha Như Quỳnh nha. M1 là mẫu khi nãy em mặc khác nha. M7 có M7 ừ nhật, xin lỗi M7 Mộc An đúng rồi. Như Quỳnh nha, đây là M7, comment lại dùng em M7 nha. Có XL không? Không có XL nha Mộc An nha. Mẫu này giờ chỉ còn size SML và vì chỉ còn những size này mới có giá sale như thế này ạ. Lấy comment luôn nha, comment nhanh tay ạ. Tại vì không còn nhiều, có 6 7 cái thôi ạ, còn có 6 7 cái. Ai chị nào ở đây M7 299 à, đúng rồi, 299.000 luôn đi ạ. Có tình yêu nào thích cái M7 này này? Ai thích cái M7 màu mận này này? Lấy luôn màu mận đi ạ. Chị nào mặc được size L lấy luôn con L này đi. Mọi người biết không? Vì em mặc cái con màu này này, lần trước em mặc con này, rất rất là nhiều chị lấy. Nhưng khi em mặc về thì em mới phát hiện ra rằng là em, bởi vì em thấy nó quá đẹp, nó bị phai. Thì em cũng báo với tất cả nhưng không một ai trả hết. Bởi vì mọi người bảo nó rất là đẹp. Thế là chỉ dần giặt riêng với đồ khác thôi. Ai mà ưng được cái con này này, lấy luôn đi màu này này. Đẹp lắm ấy các chị ạ, chị nào trắng một tí thôi là mặc thoải mái luôn, rất rất là ok. Chị Quỳnh ơi, Như Quỳnh là lấy M7 không phải M1 đúng không ạ? Comment lại luôn dùm em, chuẩn là M7 nha, để em nhặt M7 cho mình nha. Còn lúc nãy là chị móng và tóc là nhặt là M1 nha chị nha. Đó rồi ok, M7 đỏ size S, dạ rồi ok các chị yêu. Nào còn ai chốt được mẫu này nữa không ạ? Em không cần phải nói nhiều về mẫu này nữa, ai lấy được comment. Rồi ok nha mọi người nha, mình qua mẫu ạ. Bỏ ra dùng chị.
Nhìn dùng chị có một cái đỏ đỏ M7. Kiểm tra lại hộ em xem nào. Kiểm tra lại hộ em trong mấy còn không? Kiểu hộ em ở trong tất cả có 5 6 cái đấy thôi đúng không? Hết rồi đúng không? Rồi, ok. L bao nhiêu kg vậy? L khoảng tầm là 54 55 kg mặc được, 52 tầm khoảng tầm 52, 52 đến 54 55 kg mặc thoải mái luôn, size L. Cái đấy đẹp, đẹp lắm. Mợ lấy luôn đi. Quen rồi. Bây giờ thì biết là ai rồi, nhìn thấy số điện thoại là biết là ai rồi nên dám phát biểu là mợ rồi. Rồi ok nào mọi người, ai lấy nữa thì comment cho em luôn nha mẫu này nha. Ai lấy nữa thì comment cho em ạ. Rồi ok, em bỏ qua mẫu luôn nha mọi người nha, bỏ qua mẫu hoàn toàn. Em sang một mẫu khác cho mọi người ạ, sang một mẫu khác luôn. Mẫu này cũng vô cùng xinh yêu luôn, để mặc thử cho mọi người coi ạ. Hay là em like áo dạ nha. Chốt rồi, ok chốt. Đẹp vô biên cương nha, cam kết luôn. Rồi chị ơi, lấy giùm em mấy cái áo dạ ra đây đi. Em like áo dạ, lấy cái này cho Nguyễn Thu Huyền hộ của em ạ. Chị Nguyễn Thu Huyền là hôm nay chốt hai cái rồi nhá. L tím, rồi ok, chốt L tím. Thử sang mẫu khác cho mọi người coi luôn nha. M7, rồi ok, chốt M7 luôn ạ. Cho chị một ít áo dạ với đây bé yêu. À xong bé còn chuẩn bị thay đồ mà. Sao chưa gì đã thay đồ này. Em còn thay đồ này cho chị nữa này em. Đã xong đâu. Lấy áo dạ cho chị và thay cho chị một đoàn mẫu suông này. Lấy áo dạ cho chị. Chị ơi cho em một ít áo dạ luôn ạ. Mặc một mẫu khác lên nha mọi người nha. Hôm nay dành cho những người nào yêu đồ công sở. Em mặc một mẫu khác cho mọi người coi. Mẫu này thì cũng còn rất rất là ít, nhưng mà sẽ mặc lên cho mọi người xem là có ưng thì lấy. Chờ em một phút ạ. Có áo gió không? Thái Thuận áo gió hả? Áo gió có áo gió luôn nha Thái Thuận nha, có áo gió luôn. Nào mẫu này này cực kỳ thướt tha này. Trời ơi. Nó điệu quá em không quen điệu. Mẫu này nha. Chị ơi mẫu này có phải có tất cả ở trên này đúng không ạ? Không còn một cái nào ở ngoài nữa đúng không? Đọc size nốt để sale cho mọi người luôn nha. Đọc size nốt để sale cho mọi người luôn này. Tình yêu nào thích thì là comment luôn này. Mẫu này nha, mẫu này luôn giá đang bán là 680.000 này. Sale luôn cũng 299.000. Còn chừng này chiếc này, một cái màu vàng size L cho cân nặng khoảng size M cho cân nặng khoảng tầm 50 52 kg nha. Một cái màu vàng size M cho 50 52 kg có thể mặc được này. Tiếp luôn này, một cái màu đỏ size L này, một cái màu đỏ này size M này. Hai cái màu đỏ, trời ơi, còn toàn size M thôi. Hai cái màu đỏ size M này, một cái màu hồng này là size M. Đen size M, còn nguyên size M luôn nha. Cho chị xem cái đen có cổ kia em ơi. Cái đen có cổ là cái nào chị yêu? Cái đen có cổ là cái nào ạ? Đen cái cổ là có cổ là cái nào chị? Ở chỗ nào chị chỉ lại cho em. Rồi ok, mẫu này nào có tình yêu nào chốt cái này không ạ? Ai chốt cái này comment luôn giùm em nha. M8 còn nguyên size M cho cân nặng từ khoảng tầm 48 cho đến khoảng tầm 53 kg có thể mặc được này. 48 49 đến 53 54 kg mặc được nha. 52 53 kg. Đây em mặc size M này, em 52 kg mặc size M hơi rộng một xíu này, đến khoảng tầm 53 kg mặc được.
Tuy nhiên người không giống nhau, ví dụ người em rất là tròn nên là em mặc size nhỏ hơn mọi người một chút. Nào có tình yêu nào chốt mẫu này không ạ? Chắc là em đang cầm. Dạ rồi, ok, đây cái này luôn đây nha chị nha. Cái này là cổ nơ giống như em đang mặc đây ạ, cổ nơ. Nào có tình yêu nào chốt mẫu này không ạ? 299.000 nha, cho chị yêu nào lấy này. 299.000, mẫu này cực kỳ đẹp luôn ạ. Có một ưu điểm là cái này rất là nhẹ luôn, mặc nhẹ bẫng luôn ạ các chị yêu, mặc nhẹ bẫng luôn. Nên chị yêu nào chốt được mẫu này comment luôn mẫu này luôn giùm em nha. Mặc cực kỳ nhẹ mà chất thì vô cùng ok luôn ạ. Sale 299.000 cho mọi người. Nào ai chốt mẫu này comment luôn giùm em mẫu này nha. Ai chốt comment luôn cho em mẫu này đi ạ. M8 luôn nha mọi người nha. M8 299.000. Còn đúng 5 con. Còn đúng 5 con, 5 con. Một con em đang mặc màu vàng, hai con màu đỏ, một con màu hồng và một con màu đen ạ. Chị yêu nào chốt mẫu này comment nhanh tay luôn giùm em này. M8 luôn nha mọi người nha. M8, ai ưng M8 comment M8 luôn giùm em đi ạ. Ai ưng M8 comment M8 này cực kỳ đẹp luôn. Chị Nguyễn Quỳnh Nga có chốt mẫu này không ạ? Nguyễn Quỳnh Nga có chốt mẫu này không comment cho em nha mẫu này nha. Yêu mà mọi người xinh lắm luôn, tại sao không lấy? Hơi bị phí. Nói thật, thỉnh thoảng mình phải nói thật. Dạ ok bé, em có thể qua cái mẫu đó luôn được rồi. Mẫu đó là có mấy màu hỏi cô Hà luôn, hỏi chị là có mấy màu. Qua mẫu nha mọi người nha, có ai chốt M8 không ạ? Ai chốt được M8 comment M8 luôn đi ạ. Ai chốt được M8 comment luôn M8 nha, vừa đẹp vừa xinh vừa rẻ luôn nha mọi người nha. Chốt luôn nhanh tay luôn dùm em ạ, chốt nhanh tay luôn dùm em bởi vì nó rất là đẹp. Cái nào đẹp thì em mới bảo đẹp nha, đợi chị thì chị đợi mẫu. Rồi ok chị, đợi mẫu khác không có vấn đề gì cả. Đây em qua một mẫu mới luôn đây nha mọi người nha. M8, tình yêu nào lấy M8, chốt M8 comment M8 cho em nha mọi người nha. Ai thích M8 comment M8 luôn dùm em ạ. Qua mẫu M8 luôn nha mọi người. Rồi ok. M9. Đầm suông của M9. Ai thích đầm suông M9 comment đầm suông M9 cho em này. Có ai thích M9 thì comment M9 luôn dùm em nha mọi người nha. M9 này cho cân nặng khoảng tầm từ 40kg cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm là 55-57kg mặc được nha. 40 đến 55-57kg mặc được ạ. Mẫu này là dáng suông luôn nha mọi người nha. Dáng suông này. Còn bạn ấy có thể thắt nơ để tạo thành một dáng A cực kỳ đẹp, hoặc có thể để thành một dáng A cực kỳ đẹp luôn này. Hoặc là có thể thắt vào trở thành một điểm eo, nhấn eo rất là xinh luôn. Mẫu này free size cho cân nặng từ khoảng tầm là 40kg cho đến khoảng tầm 55-56kg mặc vừa. Mẫu này M9 luôn ạ, M9. Sale cho mọi người mẫu này M9 199.000. 199.000 M9, tình yêu nào lấy M9 comment M9 nha. Có hai màu như hình luôn đấy. À có mai hai màu như bạn đang cầm đấy ạ. Nào có chị yêu nào thích mẫu M9 này không ạ? Ai thích M9 comment M9 luôn giùm em nha. Xinh lắm. Nhiều váy đẹp nhỉ, rất là nhiều váy đẹp. Yến Bi lúc nãy chị không được quà nha chị Yến Bi nha. Các bạn nhà em bảo chia sẻ không đủ rồi nên là không được quà nha. Nào rồi ok, M9 sale 199.000. Nào ai chốt M9 comment luôn M9 luôn giùm em nha. M9 là đầm suông. Tình yêu nào chốt mẫu đầm suông này comment luôn mẫu đầm suông này nha. Chất cực kỳ dày dặn và ok luôn nha. M9, ai lấy M9 comment M9 cho em này. Ngày hôm nay em chỉ like tiếp đúng một mẫu nữa thôi nha mọi người nhá, duy nhất một mẫu nữa. Rồi ok M9, em qua M9 luôn được không ạ? Tại vì hôm nay hơi bận một xíu, em định like cả áo dạ cho mọi người nữa luôn cơ. Nhưng mà từ từ đã, để xem là có đủ thời gian để like không. Nào có ai lấy M9 không ạ? Chị yêu nào lấy M9 comment M9 cho em nha. Ai lấy M9 comment M9, hôm nay mặc màu sặc sỡ cho mọi người coi. Em qua M10 này. Mặc cho chị một cái màu à. Nào ai lấy M9 comment M9 luôn cho em nha mọi người nha. M9 này, chờ em lên nốt một mẫu nữa đẹp chốt cho mọi người luôn. M10. Ha ha ha.
Rồi ok, M10 luôn nha mọi người nha. Em vào M10 luôn này. M10, mẫu này M10 rất là xinh luôn ạ. Chị yêu nào thích M10 comment M10 luôn dùm em này. M10 này nha, cho cân nặng từ khoảng tầm 40kg cho đến số lớn nhất rơi vào tầm 55-56kg có thể mặc vừa mẫu M10 này ạ. M10 này có rất là nhiều màu luôn. Màu giống như em đang mặc này là màu đỏ tươi này. Màu giống như bé nhà em đang mặc này là màu rêu này. Tiếp theo nữa là có màu đen này các chị này. Màu đỏ đô này. M10, M10 mẫu này nha. Tình yêu nào thích M10 vui lòng comment M10 luôn dùm em ạ. M10 này là co giãn 4 chiều luôn nha các chị nha. Mẫu M10 co giãn 4 chiều. Sale cho các chị luôn ngày hôm nay này 399.000 cho mẫu M10 này. Ai lấy M10 comment M10 cho em nha. Tạm thời hôm nay em chỉ like tới chừng này mẫu thôi ạ. Mẫu M10 này mọi người nhìn hộ em dùm nhìn hộ em bạn ấy mặc này. Màu đen này rất rất là đẹp luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đây. Xinh luôn, là đuôi cá luôn nha mọi người nha. Nếu em lựa em sẽ lựa một cái M10 màu đen này, rất đẹp. Mẫu M10 tình yêu nào chốt M10 vui lòng comment M10 luôn dùm em nha. Đủ size cho cân nặng từ 40kg cho đến số lớn nhất rơi vào khoảng tầm là 60kg có thể mặc vừa. M10 có thể mặc được hai kiểu, mọi người có thể kéo lên như thế này để nó thành cổ như thế này không vấn đề gì hết ạ. Thành cổ như thế này luôn đúng không ạ? Nhưng mà cổ như này cũng xinh này, hoặc nếu không giống như em mặc em sẽ kéo cổ xuống như thế này, kéo tay xuống như thế này. Nó sẽ thành mẫu này luôn nha. M10 luôn nha mọi người nha. Váy ren xòe không có váy ren xòe nha. M10 lấy M10 comment M10 luôn dùm em ạ. M9 màu tím Thái Thuận rồi. Ok, Thái Thuận M9 màu tím. Bây giờ đi đâu? Đi ăn không? Xong rồi. Tớ xong rồi mà. Tớ xong rồi đấy. Nốt M10 hết rồi, chốt rồi. Mờ rồi, ok chị Thái Thuận nha. M9 màu tím nha. Có ai lấy M10 không ạ? Có chị yêu nào thích M10 comment M10 luôn dùm em nha. Xin phép ngày hôm nay em nghỉ tại đây ạ. Em muốn like áo dạ cho mọi người, muốn like áo len cho mọi người nữa, nhưng mà có lẽ là bây giờ là không còn thời gian. Thì mình để buổi sau em like cho mọi người luôn nha các chị yêu nha. Có ai lấy M10 vui lòng comment M10 luôn dùm em ạ. Em bỏ qua mẫu em qua mẫu M10 luôn này nha mọi người nha. Rồi bye bye các chị yêu. Có chị yêu nào lấy thì chốt luôn dùm em ạ. Sao hả chị?